thể của Bần Sĩ đây là một người dốt nát cuối mùa. Nhưng nhiều đời kiếp đã tuyển xong hợp đồng từ nhiều đời kiếp đưa xuống đây trong phái Bụ Sơn Kỳ Hương. Chứ không phải về, không phải nói muốn mượn chừng nào mượn, muốn xá chừng nào muốn bỏ. Hết hợp đồng rồi là hết kiếp của người. Xin kính thưa quý vị, cố gắng. Thì hôm nay Bần Sĩ đến Bần Đạo là một cách rất giản tiện, đơn sơ hạ mình để làm tấm gián bắt cầu cho nhân loại mà. Chứ quý vị đang mến thương, thương Bần Sĩ cùng thương anh em và nhân loại với nhau. Anh em của mình đùm bọc với nhau, thương với nhau đi, để bà mẹ được an vui, để ông cha đừng trừng trị. Chứ tất cả đứa em của mình ngộ nghiệp quá, nó phá vỡ tất cả những gì của cha mẹ tài sản để lại mà nó không biết hưởng. Ngày hôm nay phải xảy ra tất cả mọi đại cuộc này thì do nó những đứa ngộ nghịch kinh ngang mà không biết quay về Phật Pháp. Vậy Bần Sĩ thiết tha đôi lời mong cầu tất cả chư quý vị, nếu có thương Bần Sĩ trong một cuộc đời này thì ráng cố gắng trao dồi đạo hạnh, nung nấu tinh thần ý chí vẹn bén, ngày sau sẽ gặp. Ngày sau chư quý vị được gặp Bần Sĩ là một người thân thương nhất cả chốn núi rừng hối hả để trao duyên. Biết nói chi Bần Sĩ đang lái con thuyền chốn sông bể để du miền đưa rước đào. Biết sống kia quá ơi nhưng mà chìm trong mưa bão, Bần Sĩ ráng đưa đò để chơn dạo vô phương. Cảnh thế gian tội lỗi ác không thường, nay Bần Sĩ du dương trên sông bể. Nếu thương hại thì xóm kinh chiều kể, nếu thương thầy rồi thì lấp bể ngăn dâu. Hôm nay trăng thế đỉnh đầu, nghèo nàn Bần Sĩ nhưng họ hầu không không. Quyết chí tu thuyền rồng tay ta lái, để đưa người qua ấy sông mê. Nương đi Bần Đạo đưa về, Tây Phương an tình Bồ Đề trong trong. Biết sự khổ máu hồng còn nhuộm, tại sao trần không ghê gốm mi bỏ đi. Đây rồi tận thế gian nguy, ai người xuống cố từ bi ai nhiều. Bần Sĩ nói ít thì chúng lại hiểu nhiều, tại sao nói mãi đò chiều gần xa. Nói ra chịu khổ cơ hàng, sao người không đắc pháp tràng hiện thân. Muốn hủy bỏ nhưng hồng trần còn kêu gọi, muốn tắt đi đừng nổi nữa làm gì. Nhưng rồi ai lại cứu nguy cuộc đời tận thế thì bần đề. Nghe cho rõ rồi sớm cẩn chiều kề, mình tu lòng giác ngộ chỉnh tề. Chịu khổ hạnh để dọn đường về Phật tình, chịu đau thương nhã nhịn mới còn. Nếu thương thầy phải giữ tấm lòng son, nếu thương cậu phải ráng chiều lòng chút nữa. Nay Bần Sĩ thuyền tâm đóng cửa, để chờ giờ đứng ở giữa hoa thay. Chịu buồn nước mắt chảy dài, vì thương nhân loại trần ngại lắm. Bao nhiêu khổ để ra giáo lý thi dân, để mang kinh sách thường hằng từng cơn. Đây là phái ở Bộ Sơn Đức, ngài quyển chuyển từng cơn. Cô lô tu đi, danh nghĩa cứ làm, hiền lương cứ tới rồi lững đàm Phật tiên. Cứ làm theo đi để cứu hết đi của quyền, cứu mình thoát khỏi nơi miền bờn nhớ. Tỉnh đi tất cả quý vị đạo tâm ơi, thầy đợi bần chờ. Mau về đất Phật đi dựng cờ hiền, mau về đến đi có Phật thần tiếp trước ở, làm chi quyền tước câu thân.
sớm ôm nương tựa Phật đàn, để bằng rau bước nhịp nhàng chua du. Biết sự khổ thì mình tu đi bỏ thế, rồi bụi lâm nguy nhiều mỹ kế tà đàm kêu bớ ai ở chốn nhà nam. Mau trở lại để lựng đàm Phật cành, đừng có hẹn chờ nào tôi rảnh ráng đi người để hiện ở cành niết bàn. Chữ tu hành không có đợi nói giàu sang, kinh giới kệ muôn ngàn tha thiết, tại sao chúng giờ này không biết bổn bài thơ ta viết rõ rồi. Ta từ đâu xuất hiện từ gián núi gián đồi, nơi sơn bao để hạ tội xuống thế. Chịu phong ba, chịu nhiều mỹ kế, chịu với đời ô uế trượt thâm sâu. Chịu buồn bằng nói đôi câu, gợi người hãy ngoại tình hậu nghe tình. Nếu có thương ta rồi thì ta ráng cầu xin, cầu xin Đức Phật thay minh cho trần. Hôm nay đây không biết nói dịu dợi bao nhiêu lần, bần nghèo vất vả sơn tầng lắm thân. Nghèo mà ta được rảnh ráng, sau này ta thử chung niết bàn Phật đi. Giàu chi vậy không hiền bá tánh, mà sang làm chi ở cạnh ngục môn. Thà ta nghèo khổ linh hồn, ta bay về Phật đi thường còn biết bao. Dinh với nhục sang dưới giàu, cũng chung một lối có khác nào tự sanh. Nếu biết trước ráng giữ đạo lành là căn bản, nhớ bần nói rồi các bạn phương xa, về đi tinh ngộ phước hòa. Ráng nghe ta dặn rồi miệng. Nếu thương ta đã soi ngần bút ký, ráng thương thầy, thầy chỉ con đường, chừng nào về nơi chốn trung ương, Long Hoa hội cây đường chừng nào mơ. Tại chúng sanh còn lưu luyến nhớ, tại phàm trần còn thiếu nợ làm sao. Hôm nay ta lại bôn đau, bần nghèo sống kinh kệ là giàu chúng sanh. Giàu như thế không ai nạnh tranh giật được, giàu bạc tiền mà không phước sắp nguy, đó rồi giàu nữa làm chi. Nghe lời bằng văn tu đi trễ rồi. Hôm nay ở đây đó, tại sao không còn xưng là cậu có chứ? Nhưng mà cậu là một bần sĩ quá khổ, não trên đoạn đường để khuyến tu, dắt dìu chúng sanh để vượt qua bờ bến khổ mà. Cho nên lòng tha thiết hôm nay xin kính mong chư quý vị ở miền xa dịu dời, nếu có thương bần sĩ nghèo nàn này thì quý vị ráng cố công lo tu thêm phúc nữa, kiểm diệt và từng tự lạy mình là tốt. Ý thức từng đi đứng nằm ngồi, chỉ một phương hướng nào là mục đích ta đoạt thành nghĩa nguyện đó. Tại vì tất cả chúng còn quá mê thì làm sao giác ngộ được. Giác mà không ngộ cũng tầm thường thôi. Ngay bây giờ bần sĩ chia sớt cho tất cả chư quý vị, chứ bần sĩ đâu có chùa, đâu có nhà, đâu có chỗ nào là của mình ở đâu. Của trời Phật, của đất địa, của linh thiêng Phật mẫu, của thượng phụ, của cha trời mà. Thì làm sao bần sĩ có cái nhà gì trường tồn với quý vị được. Cho nên quý vị mê quá, thành ra phải chịu lạc lõng đi một mức đường tầm cỡ của quý vị không thể chiếm quả được đâu. Cho nên hôm nay nếu mà quý vị nào nghe được một phút sau cùng này thì bần sĩ nguyện độ tận chúng sanh, để rảo bước chân du khắp miền khuyến đạo, bằng một thanh linh, bằng một cảnh vô hình. Tuy quý vị ở miền xa nhưng bần sĩ sẽ đi đến, bần sĩ sẽ đi đến đó để tiếp một hơi thở cuối cùng, để dùng quyền quan chi khí độ tất cả quý vị đi trở lại. Thì hôm nay chưa quý vị đạo tâm cùng băng tín đồ Phật giáo, đừng nên chấp nữa. Chúng ta cứ tu đi. Ta tu đi rồi ta sẽ biết Phật, ta sẽ gặp Phật, ta sẽ thấy Phật, rồi ta sẽ sang nước nhà thế giới của Phật.
ta sẽ hưởng thụ nghìn năm muôn thở, không có ai thấy được đâu. Mà mình thấy được rồi, những kẻ tà gian ác độc đạo phá, tất cả các vị ấy được thấy không? Được thấy, xin thưa quý vị, được thấy hồi hôm qua, thấy rồi chết. Thấy rồi bỏ xác, thấy rồi lìa, không được hưởng trong mấy nhà đó. Cũng cho thấy để hối tiếc, để linh hồn biến thành tro bụi, sẽ ngấm ngầm dưới Atula địa ngục mà biến ra hạt cát, trốn không hề. Xin thưa quý vị, rồi 7.000 năm nữa, thất tức niên mới được quần trở lại, thì quý vị biết bao nhiêu? Chết rồi. Hôm nay bần chỉ là một người cuồng điên, là một người khùng điên để trao lại cho tất cả chư quý vị đôi lời. Xin kính thưa quý vị, cứu nguy tận thế, trong một cuộc này ai là người cứu? Bần sĩ cứu. Bần sĩ là một người đầu đội dây mang tôn thờ Đức Ngài Trời Phật mà, để chịu một trách nhiệm nặng nề đi giải cứu, giải tỏa tất cả những khối trượt u minh của mọi người, để giải cứu, giải độ họ, cho họ trở lại Phật đường, nó quê hương cảnh cũ của họ, cội nguồn gốc của tất cả. Bần sĩ cứu cảnh gian nguy, cuộc tận thế sẽ biến đổi tất cả trong hoàng võ trụ địa cầu này, mà mọi người đều muốn đi chơi bời liêu lỏng ma chúng, đi chơi ham vui cảnh này cảnh kia cảnh nọ. Xin kính thưa chư quý vị, còn một cảnh nữa quý vị chưa đi, thì tầm mức độ của quý vị phải làm sao ta được đi chu du, hay là đi tham quan, đi du lịch này, cảnh đó là cảnh Như Lai, cái cảnh đó là cảnh trường tồn tuyệt đẹp, bao giờ quý vị có được đi hay chưa? Vậy bần sĩ xin mong tất cả quý vị phải tranh đấu làm sao đi sang thế giới ấy. Mà thế giới ấy bây giờ làm sao biết được ở đây ở đâu, thế giới con người của quý vị. Quý vị phải thanh tịnh ngồi tìm hiểu, đi trong thế giới con người được rồi thì ta đến cực lạc không ấy hồi lần. Vì thế giới con người của chúng ta mà đi không được, không phá vỡ được những cái hè cánh ấy, những cái cửa khẩu ấy, những cái địa phận ấy, thì làm sao quý vị biết được Phật ở đâu. Thì hôm nay bần sĩ xin dịch việc thêm vào phụ họa thêm đôi lời phúc sau cùng của một đoạn để từ giả tất cả chư quý vị đạo tâm, để bần ngồi an tịnh, để viết lại những dòng thơ lưu loát, để sau này tất cả các vị nào còn vượt ải trùng dương, hoặc rằng trở lại mảnh đất quê hương nghèo khổ của nơi xứ mẹ, thì bần sĩ sẽ cho quý vị được gặp trực tiếp dòng thơ ấy, là vũ pháp đàn kinh của Phật mà chính bần sĩ đang dành dụm, cũng vì tất cả bá gia bá tánh chúng sanh mà bần sĩ đã dục bỏ bớt rồi. Cho nên hôm nay phải thanh tịnh ngồi để tìm lại, để sau cứu cảnh cho tất cả nhân loại, rồi bần sĩ mới trực giảng trở về để an vị trí của mình. Còn nếu chúng sanh còn lê thế như vậy thì chắc bần sĩ còn thao lao vào cảnh khổ, chứ bao giờ được yên rảnh đâu. Vì lẽ đó cho nên trong giờ này cứu nguy tận thế, tại sao bần sĩ cái đường đường dám nói vậy, mà hiện giờ này khối trượt của ma dương đầy đặc tật. Quý vị thông cảm cho một vị rất là dầm xương gian khổ trên một đoạn đường để hoằng dương kiếp, để dân định của Đức Ngài, các đấng phải làm gương cho thế hệ, phải chịu tơi tả một mảnh áo phàm này để mặc mảnh áo của Phật, thì kính mong quý vị phải noi gương ấy, làm sao chúng ta được mặc áo của Phật, cái áo của thiên liêng, cái áo đó vĩnh viễn trường tồn, còn cái áo phàm trần này là đất cả sẽ bị xương tiết vốn mùa, sẽ bị lau dùi, nó bùn dơ biển thậm. Xin quý vị cố gắng. Còn hiện diện hôm nay tất cả chú quý vị có thấy không, đều mê muội, đừng có buồn khi bần khùng nói chuyện. Thì quý vị thấy không, cất làm chi một cái lầu đài cao há gì mà lầu đạo đức của quý vị, sao không cất? Quý vị cứ cất cái lầu đạo đức đó đi. Mà cất ở đâu? Xin hỏi lại bần đạo sẽ nói cho quý vị biết rằng cất ở cạnh Như Lai. Lầu đài ấy không bao giờ bị bão tố mưa phong cuồng ngỗng sụp đổ. Cất làm chi nơi này thêm khổ bới chúng sinh. Lầu giả mang người nảnh người tranh, còn lầu chân thật không ai giành số ngã được. Lầu đó là chúng ta đang gây lầu đại phước, lầu thương yêu, lầu giải trước tầm thân.
ráng xây cất đi đồng đảo ơi, không ai giựt được mà chẳng có kẻ đến dành. Nay bần tỷ đã bạch dành cho biết, nẻo cực lạc tại sao không nê không nếp, còn chốn bùn lầy biết lại sao lắm. Kệ dưới kinh sớm hối thì thầm, đôi chân giả bần tầm rước đào. Biết sự khổ trong nay mây mưa phong gió bão, cuộc lâm nguy người đảo mới trường tồn. Đảo thế nào chứ không phải quỷ dịch tà ôn, đảo trong trắng cũng như bồn chân qua kiện dày. Đảo khai minh đảo phải nhìn phải thấy, đảo phải biết cuộc đời lừng lấy không tranh. Đảo của thầy của Phật, của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tổ rất hiền lành. Đảo căn bản đảo không giành không giật, đảo không cần ai tôn cấp bậc. Đảo chấp nhận rồi thì phải khổ cực nay mai, đó mới là đảo cả của Như Lai. Sao phản bổn quần lai về địa bần sĩ khổ trong giờ này, bần sĩ chỉ mái tranh nghèo đừng phung phí không nên. Tại vì ai mà còn mãi rỉ rên thơ tá bút để dựng nền Phật học. Nếu thương bần sĩ đó, tất cả các quý vị nên thức đêm trằn trọc để nhớ lời thầy và công cực nhọc bần khai. Chữ đạo màu tất cả điều hay, nhưng cuộc hành đạo rồi trắng tay tay trắng. Cứ lo đói với nghèo, thôi kia với thắng, nhục với dinh làm sao siêu đẳng phàm phu. Nghĩ lại mình chọn lấy đường tu, cuộc tận thế như mù đâu có biết. Mất phàm trước nhưng ta sẽ được về nơi niết chốn, ta bà quỷ diệt cho xong. Thà mất vàng, mất bạc, mất đồng, đừng có mất cảnh trong già tốt. Bần sĩ nói hẹn ngày mãi mốt gặp đạo đồng nào mấu chốt của Phật Dương. Cô tu đi, bần sĩ dẹp con đường cố nhân loại hạ phương giảng hài. Nhớ bần dẫn đừng nên có cãi, cuộc hành trình đừng bẻ gãy cung đàn. Dù bây giờ mình có hưởng cảnh giàu sang, cũng giả dối cũng rối toàn trí óc. Thà ta khổ cuộc du hành cực nhọc, nhưng đoạt được đau rồi thì ta trách móc nữa mà chi. Về nghe bần nói lâm ly, cuộc đời sắp tới rồi cảnh lâm nguy gần kề. Bần đạo nói ở đây đó quá là nghiêm khắc chỉnh tề, để đưa ý nghĩ để về phương xa. Chính bần đây đâu cửa đâu nhà, sau này mở hồi lòng qua mất đi còn. Nếu nghe bần nói đó, phải giữ vẹn tấm lòng con ai ơi, đừng bỏ trăng tròn sắp lô. Ai người huyễn đạo ráng tu, kỳ này ta dặn ráng công phu đúng giờ. Nước sắp đã tràn bờ như thác, đừng cầu xin Bồ Tát làm gì. Cuộc hành trình ta xuống cứu nguy cho kịp lúc, vậy thì tận diệt cơ sắp tới mà đời đâu biết. Lịnh tượng hoàng quý dịp nay mai, về đi tính ngộ đừng sai. Ta đi dặn giải môn bài liên minh, phải cố gắng cho cuộc hành trình tan dở hết. Nếu muốn tu đừng sợ chết mới tu, ngày thì lăn lóc mặc dù đêm về thanh tịnh công phu gần kề. Tâm thanh tịnh là bồ đề rồi đó đạo. Thấy chưa, cuộc hành trình ta sẽ dạo cảnh niết bàn. Tu thật tình không được giả dối ngụy trang, cảnh mạt pháp
đang đổi thay thay đổi, lặp lại rồi nhiều cơ nông nổi, anh đi Phật trời đang lĩnh ở gọi tha phương, bận nghèo làm gian làm đường để cho người dẫm tan thương biến dần. Nếu thương ta thế tay lần chuỗi hột, nếu thương ta thế đường cột đảo đồng, nếu thương thầy rắn tránh bão mưa giông, nếu thương cậu rắn nhất một lòng hiền vĩ đại, nếu thương ta phải hòa tôn giáo phái, đừng chấp làm gì đừng cãi không nên, chịu buồn ta lại rí rơm của nguy đời mạc đời quên sau đời, bằng sĩ khổ tơi bời vất vả thì nay mai đến núi rã trời long, vậy mà đời không chịu lập phước bồi công, lo tính chuyện diễn giống ngoài lý đạo. Mưa sắp đến cơn giông thúc bạo, mình bị tử thần đang tra khảo tiêu tan, đem hồn về chốn ngục hang, làm sao thì cứu được niết bàn an nhiên. Nếu thương ta sẽ bình quyền tu học, chịu có công cực nhọc ngày này, để về nơi chốn mi phương Tây, gặp thầy gặp mẹ phúc mới giấy yên nhàn. Đừng có hẹn rảnh rang mới tình, làm cho ta thêm mang bệnh hồng trần. Sắp đây rồi bá tánh vạn dân trùng trùng đến, ngày gần rồi đó thấy quỷ ma kể từ mở cò ngõ, rồi thấy cuộc đời lại bỏ thánh thần, chỉ tu niệm ngoài giả giả rân rân, còn tình cốt nhục đỏ trần bỏ hết. Giả bên ngoài quỳ la lại lết, còn ở bên trong chết liệm linh hồn. Phải tu làm sao đó cho được trường tồn, ngày qua hội như bồn chưng kiện bao. Ta bận khổ giờ này ta giàu, biết cảnh thiên liêng đã dòng bảo phạt trần. Biết rồi rồi cho nên mới đáp phụ báo ân, mới khuyên tất cả ngày gần mau tình dậy. Phàm tâm tộc người đâu có thấy, ta bần nghèo ta lưng lẫy đông sông, dốt thân nát tướng hồng hồng, nhưng lòng trong sạch như cây đại đồng vô biên. Gửi đồng đảo nơi miền xa lạ, khúc ngắn thơ quý giá giảng dài nghe, rồi gìn đừng để giả lạc phai, sao gặp Phật rồi ngã dài la khóc hận. Ta cho biết nay mai đời cần ráng tu hành, ta tiếp đi dần nương theo người tu, đừng nghĩ giàu nghèo, dù cho lên núi xuống đèo gian. Buồn ai bần khổ cơ an, buồn ai từ núi hạ sang xuống trần, buồn ai rổ rổ đần đần, buồn ai ta phải tay lần chưa. Buồn đời sao quá buồn điên, không nghe ta nói nơi miền giang sơn, vì ai còn giận con, còn mang mà tánh chất từng cơn chưa lòng phàm. Vì ai ta phải nhà lam, xuất thân mà hành đạo chưa lừng đàm. Tất chia vì ai ta thức tánh kia, không yên mà tỉnh ý tỏa lừa bên kia ta nhàn. Vì ai đâu ở lãnh trang, lâm xuống hội đàn lẫn lấy Phật đi, vì ai mà ta lại vô miền, vì ai mà lãnh lĩnh khùng điên như vậy. Vì thương bá tánh đi không đầy, sao cùng tận thế phút giây nát hồn. Vì ai ta phải bôn chôn, vì sợ mấy tạo càng khôn đã rời.
vì ai ta xuống cứu đời, không ở đánh thương mà tuyệt vời, thâm sâu xuống trần chịu khổ đôi câu, dài đây mai đó người âu nào thương. Ta đi rảo khắp phố phường, thử coi cái kẻ bất ngờ lương khốn cùng, ta đây dưng lệnh của thầy phùng, để rồi mà rảo bước chứ trùng phùng, hiền lương ra đi mà dài gian chứ gió sương, tạo thành mà chánh pháp chứ khai đường, đường cứu nguy chứ cứu rồi, đời rảo bước chân đi, thành vũ phương lộ chứ trong kỳ chứ gian cơ, vì ai ta phải đợi chờ, trong mái cơ đao ngọn cờ gần ra chứ đi giờ, tận thế long qua chưa bằng nghèo mà chỉ rõ được thiết tha chứ bấy chày, vì ai vì Phật vì thầy, vì ai mà ta xuống bụng lầy lắm chân, nhưng đời đâu có biết mang ơn, tá hình rồi tạo lại từng cơn giống mơ lành, vì ai ta lại tái sanh xuống miền mà nương khổ, chứ giật dành rồi giống dân sợ rằng bỏ Phật chưa bỏ thần, rồi đi rồi mất kiếp chưa về lần mà ngục môn, cho nên ta cứu chưa xác hồn, đặng rồi mà tồn tại hưởng bồn chưa liên quan, vì ai ta chịu đã xa cũng vì trận thế quỷ ma đông đầy, vì ai ta giảng chưa cánh dày chân du rồi rảo bước chưa giờ này chưa biết bao, chưa gì ai không ở chưa non cao hạ trần mà kêu réo, chưa bồng bao gần xa chưa kêu hoài, gặp quỷ gặp ma gặp toàn là ác độc là tả chưa thất tình, vì ai trên bước đăng trình cũng vì mà xin chúng công gình không suy, chứ ngày nãy chưa tận thế đến kỳ, cho nên ta phải cứu nguy cho kịp đời. Tại sao người quá lạ lời, không gìn chân đạo đôi lời, ta thấy kêu trong rồi lại kêu ngoài, kêu mãi rồi kêu hoài, như thế chứ khủng mơ đi. Tại sao bút mực ta biên lập thành mà nhật ký gợi miền chứ ta xưa, vì ai gió tạt mây mưa chịu cơn mà đỏ khổ chứ rồi đưa chiến đò. Tại sao không vẹn là trò bớ này đồng đảo ráng dò rồi thế, chứ bây giờ ta ráng cứu nguy thì trò, chứ ráng học chứ thời kỳ gần bên, học phải khổ tuổi tên vô bản, học phải hành mới hạng thượng cao, học thì đừng sắc đừng màu, đèn mà nói sử chưa dùng đảo thành bần sĩ khổ thài lại đôi tiếng, cái thiên đều tức hiện phiên dân, thấy chưa người quả mê tân, tại sao phụ lại giống ân với ngài, ta rên rỉ ngày nay bi thuyết, cầm sổ kia ta viết cơ, đây là bài bổn ta phố, lời này là chót người ráng ở vô qua trời, vô cho được tuyệt vời cao cả, không tu hành sát trả hồn, giang nguy tận thế mơ màng lòng quá gần,
gần hỡi đau càng thương chưa. Ta dùng dãy mây mưa sương gió để trao thân khai ngõ cho đời, mà sao ngờ mãi lá rơi, không nhìn không hiểu đôi lời ta. Cùng thiếu biết nơi miền thế giả, biết lòng qua hối hả gần kề, ai ngờ bút mực đang phê đức thầy giáo chủ xuống mơ kề chiều lòng qua hội đông đào mẹ mở Phật thánh tiền trở lại hiện tiền phóng hào quang xuống khắp miền để thâu con Phật về truyền bảo châu long qua hội lo âu khắp cõi bớ này thôi thế giới năm châu rộn ràng chi nữa nhà lầu nghe lời bần nổi ngõ hồ cũng thiếu nếu thương ta quy điều nhất một khi mãi làm sao đường cột Phật tiên nay mai có một chiếc thuyền của là bà mẹ vua miền trời con mau giữ tấm lòng son nhất trí nay bần kêu đừng phí bần buồn câu này hơn triệu hơn muôn cuối rồi bần tặng đừng cuồng đừng phí phải cố gắng tu đi mới kịp hội qua trời có dịp mai mai muốn về cửa thánh Như Lai thì là bó hết trần ai cho rồi bần ngồi nổi xa thôi vô hạn buổi quân tàn kết bạn kệ kinh thấy trong ba tánh cầu sinh bần về sao được đăng trình phải quy thôi cố gắng tu đi sạch sẽ dọn trong lành mát mẻ vui thay đang chờ qua hội một ngày gian nguy mà tận thế bài thay chưa khởi giờ. Thì hôm nay đây đó bần đạo là một người gì, là một người tá sắc thân trần này cũng như quý vị chứ đâu có gì khác lạ đâu, nhưng tuyệt khác, khác hơn 1000 dặm, quý vị cứ nghĩ coi, không có giống như quý vị đâu, không có giống với tất cả ma chúng đâu. Đừng có buồn, bần sĩ không có đạo phá tất cả tôn giáo nào hết, chỉ một mà thôi. Tại vì có người, bởi vì trên đức Phật ngài nói chúng sanh, thế sanh ra những điều gì đó, không có sanh về cực lạc quá, không có sanh về Phật tình, cho nên vì lẽ đó cho nên chúng sanh sanh ra tàn phá tàn tật, sanh ra những chuyện tật xấu xí, sanh ra những dục vọng điên cuồng thảo loạn trong thâm tâm của mình mà sanh ra mọi điều khổ nhất là cái gì? Chúng sanh nghiệp. Phải sanh về để cõi tịnh độ thì nhàn an lắm rồi. Xin kính thưa chư quý vị, 100.000 kiếp lại chư quý vị buổi trước, nhưng bây giờ bần không có lại nữa. Bần chỉ xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để cho tất cả quý vị một hồng ân cuối cùng này, coi chúng sanh có giác ngộ được hay không. Rồi bần cũng phải tiếp tục để hạ thế chịu đựng đi đưa đò rước quý vị đi trở lại quê hương, nơi nguồn cội của mình, nơi đất Phật. Thì sau đây quý vị sẽ nghe bần sĩ du dương trong một lời rất thâm sầu đau khổ. Đau khổ ấy để buồn cho chúng sanh không giác ngộ. Thì bây giờ tất cả quý vị ở đâu cũng vậy hết, thì cố gắng thu xếp hành trang đi trở về nguồn cội. Đừng có quên nguồn cội là đúng rồi. Hôm nay chúng ta đã tu vào lý, chúng ta phải biết rằng thiệt và giả, tốt và xấu. Chúng ta phải hiểu đạt được vô hình, chúng ta phải biết được ngày mai bộ máy chuyên cơ này sẽ quy chuyển đi đến đâu. Và ta sẽ biết võ trụ càng khôn này sẽ thay đổi ngày nào và chưa, có hay chưa, và sẽ như cách nào. Và quý báu chăng cái võ trụ mới này có gần võ trụ cũ hay chưa, ta phải biết chứ. Vì quý vị là một hành tinh mà không đi thế giới con người quý vị thì quý vị làm sao đạt được chân như biết pháp. Cho nên tất cả ai cũng mong đạt pháp Phật, muốn thành Phật mà không làm Phật. Ngày hôm nay bần sĩ điên cuồng này mong tất cả chúng sanh nếu biết đạo, giữ đạo, hành đạo, đắc đạo, hành đạo, chứ không phải giữ đạo rồi ôm cái đạo giữ hoài, thấy không? Phải hành nè, thấy không? Rồi mới đắc đạo. Đắc đạo là ngày sau chúng ta sống được hầu long qua giá mắt vô cùng.
người tu xứ đây nè, gian tiền muốn lượng, không thể đổi được đâu. Chư quý vị đạo tâm của băng tín đồ giáo hội Phật giáo mộ, xin trăm ngàn lại chư quý vị, quý vị tha thứ cho bần khùng này nói chuyện tầm lao. Nhưng mà tầm lao đây để tầm chân lý của Đức Ngài diệu dụng đôi lời để kính khuyên chư quý vị đạo tâm để thức tỉnh, để trở lại cội nguồn của mình, vũ sinh thị thương Phật. Thì tại sao chia ra nhiều phái? Chỉ một mà thôi. Vì chúng sanh thèm khát ưa thích, thì Đức Ngài phải uyển chuyển và Đức Phật Ngài phải uyển chuyển cho. Quý vị muốn chọn con đường nào cũng về mục đích của mình thôi. Chứ nếu mình không còn tham vọng, tham muốn, cầu có, thì Phật Ngài chỉ có một mà thôi. Này chỉ nhiều nẻo, nhiều đường gần và xa, dòng và tắt đó. Cũng như nhiều món ăn cho tất cả chư quý vị. Thấy không? Muốn ăn món nào cũng được hết. Xin kính thưa chư quý vị, hôm nay là nhân dịp này, bần sĩ khổ khùng điên này muốn làm sao? Tất cả bần là một người huynh trưởng đó, hướng dẫn đoàn em đi trở về. Nhưng mà đoàn em từ hồi nào giờ công đức cũng có, cúng dân cũng có, tất cả đều có hết trơn. Nhưng mà Đức Phật Ngài chờ đợi và Đức Thầy, các đấng đang chờ đợi quý vị dân cúng một món ăn tinh thần tuyệt báo mà Ngài trong bao nhiêu trăm ngàn kiếp quý vị không có dân cúng. Toàn là dân cúng vật thực phàm không à. Quý vị thấy có quan trọng chưa? Chúng ta cúng dân hiến tất cả tấm thành tình, linh hồn, tư tưởng. Thì quý vị thấy cao cả chưa? Bần sĩ nói đây không đạo phá tất cả các ngôi chùa. Ngôi chùa là gì? Để đó là một cái chỗ tập trung huấn luyện đào tạo sinh viên, có nghĩa là cũng như đào tạo sinh viên cho nhà nước đó, không? Trong xã hội chúng ta hôm nay là vì tất cả nhà sư cùng là bần sĩ đây nhín nhúc thì giờ cải lệnh thiên điều để đào tạo quý vị để trở về Phật pháp, có nghĩa là trong cơ quan của Phật cũng như cơ quan bộ máy chính quyền của đời vậy thôi, chứ không có gì lạ hết. Nhưng mà đào tạo không được rồi thì nghỉ bãi trường không dạy nữa, di giái quay. Mà đó là cuồng ngông ngu muội quá rồi, sờ sệt không tiến trường, không biết lớp học của mình hiện diện giờ này lớp mấy, lớp 1, 2, 3, 4, phải không? Như bây giờ đó, nhà nước đang thu lớp 12 cử nhân tiến sĩ mà mình còn lớp 4, lớp 5 thì ngày sai làm gì được. Cho nên quý vị thấy chưa, còn bộ máy siêu thoát của tất cả quý vị muốn đồng tu giác ngộ trở về Phật, kiểm điểm là mình coi tự cao cả có hay chưa, trong sạch chưa, được lành tánh chưa, hay là mình còn lạc quan thần thức của mình chưa tỉnh ngộ, chưa hoàn phục lại được, rồi mình đòi về Phật về sao được đấy. Kiểm điểm lại tất cả đi chưa quý vị đạo tâm. Nếu ta còn sơ sót điều gì ta sẽ lấy lại. Nếu mất mát bỏ quên ở đâu đi tìm kiếm nơi đó để đem về cho mình trọn vẹn với Đức Ngài để thành chánh giác và chánh quả. Đó, hôm nay vậy. Thì bần sĩ muốn làm sao tự cứu nguy, đó là một con đường giảng tiện nhất để đưa quý vị trực giảng Tây Phương. Nếu tất cả các vị giác ngộ được thì cũng là một tầm cỡ rất cao siêu rồi. Nhưng quý vị có nghĩ rằng quý vị đã mê chơi chưa? Mê muội chưa? Say sưa trong giấc mộng điệp nồng, say này giật mình trở lại thì hỏi ôi đời đã tan nát hết rồi, thấy chưa? Quý vị có giữ được những gì không? Nhà cửa cũng không giữ được nè, con cái tất cả vợ đẹp con thương, thấy không? Chính ông bà cha mẹ của chúng ta là quý trọng nhất, cũng phải chịu sanh ly tử biệt kia. Thì mình thân xác này đâu quý vị không tu đâu có biết được, phải tu rồi mới hiểu được. Mà hiểu được rồi thì quý vị đã tê liệt hết tạc, tới toàn người của quý vị rồi, trời người của quý vị có nè, thấy không? Quý vị đi cầu trời ở đâu? Một ngôi cao thượng, chúng ta chiêm ngưỡng đó được. Dòng biển này cũng không bằng lòng của quý vị, lòng của quý vị sâu vô tận, mà dài dặn cũng không biết giãn giường báo, mà cũng không biết rộng giường báo, mà nó có hẹp, nó nhỏ hẹp, nó tắc quanh, nó nhiều phương hướng, đó là lòng của mình đó quý vị. Còn tinh thần của quý vị là núi, là một đỉnh núi cao xa nhất, đó là Thượng Đế. Nếu ta làm việc đúng mức độ tối cao tối thượng, phàm tâm làm không được mà ta làm được, ta là một vị cao cả hơn đỉnh núi Thất Sơn, đó là bậc Thượng Đế Thượng Phụ rồi. Quý vị có thấy được hay không? Còn ta thương tất cả mọi người, nhân dân anh chị em của ta, ta thương nhân loại, ta xớt chia ngọt bùi, đó là ta biểu hiện lòng mẹ thương con. Quý vị có hiểu chưa? Mê muội mẹ mẹ cha cha mà không xứng đáng làm một người mẹ người cha, ta không xưng mẹ cha mà ta đã mang những gì của bà mẹ ta, ta sẽ nói truyền y như vậy,
cùng ta sẽ không tôn thờ Thượng Đế bên ngoài, mà ta sẽ thờ nó tột đỉnh trời người ta để đoạt thành chánh quả. Cho nên hôm nay đó, nếu mà bần sĩ diễn hết tất cả những việc này thì quý vị đem xe mà chở cũng không hết. Tạm ngắn kích đoạn một đôi câu để gửi tất cả các bạn đường, anh chị em cùng đồng đạo, cùng là chúng sanh, nếu có mê ráng ngộ đi đừng về Phật, nếu mới tỉnh dậy ráng kiếp kiếp để trễ rồi. Đó là lời của bần sĩ nói như vậy. Tiết mục thêm ở đây là chúng ta đã có tội hay không tội? Phải có tội, nhiều đời kiếp lắm, vô đẳng kiếp lắm. Nhưng trong kiếp này là một đại ân xá, trong một nguồn tàng này bần sĩ biết là một cuộc đại ân xá rất lớn. Mà đại ân xá này thì quý vị cũng phải có tiền, tiền căn của Phật ngày trước. Chứ nếu mà đại ân xá kỳ này cũng như tất cả khám trại giam được thả tự do cho những người tội phạm, nhưng yêu cầu phải có tiền, có tiền để ân huệ nước nôi trà lá cho người ta, ta mới thả đúng dịp đúng giờ. Còn quý vị không có tiền thì giam lại đó một thời gian nữa, vì ta không đòi, nhưng mình cũng phải có bù lao. Còn bây giờ ngày đại ân xá của Phật thần tiên cũng đòi tiền quý vị đó, nhưng tiền căn quý vị không có về không được, thấy không? Thả là thả những người biết tu hành, thấy không? Những người có tiền xưa tích cũ, những có căn cơ của Phật pháp, chứ đâu có thả những cái bậc mà ngỗ nghịch kinh ngang. Đại ân xá đây là đại ân xá cho những người giác ngộ tu hành sớm về Phật pháp, chứ không có đại ân xá những kẻ giả mang côn đồ để làm một chuyện phối phách mà cãi trời, còn phá vỡ bộ máy thiên liêng thì không có tha được đâu. Cho nên chưa, quý vị đừng có buồn, sao bữa nay lại bần sĩ lại nói chuyện như thế đó. Nếu mà bần đạo không có nói gì thì làm sao khai ngộ được chúng sanh, mà nói ra cũng đau lòng khổ lị lắm. Nhưng biết làm sao trong giờ này chưa kịp, ngày sắp đến. Kính thưa chư quý vị, đừng có buồn. Ngày xưa bần nói là bần phải lại rồi, nhưng bây giờ không lại nữa, mà phải lại mình. Bần sĩ phải lại bần sĩ chứ nhiều. Bần sĩ không có lại Phật đâu, vì ta là Phật rồi, ta thay hồi sơ của Phật, ta sẽ nắm gọn trong tay này rồi. Ngài đã giao phó trách nhiệm cho ta. Cũng như hiện bây giờ bần sĩ xin kính mong tất cả toàn ba gia ba tánh, cô bác, đồng đạo, anh chị em, bần sĩ kính dâng là Phật không đó, mà làm được hay không là quyền của quý vị. Chứ hiện giờ chúng ta không nên đả phá, không nên trách bới, không nên xài xẻ, không nên mạ lị, vì Phật đã lâm phàm rồi, ta làm sao biết được ai là Phật, ai là tiên, ai là thánh, ai là thần, ai là thầy, ai là tổ ta. Bây giờ ma dương đều mượn áo Phật hết rồi đó, khối trượt của ma, quý vị có tầm mắt nào nhìn cũng không nổi đâu, chỉ có giác quan thứ sáu. Và có con mắt thứ ba của quý vị là con mắt tư tưởng của quý vị, linh hồn quý vị mới thấy được mà. Ai cũng xưng ta là Phật, là tiên, là thần thánh, là Thượng Đế, là mẫu hoàng, nhưng mà Thượng Đế phải làm sao ta thấy được hồ sơ và lịch sử của Thượng Đế mới được chứ. Ủa, Phật cũng vậy chứ, thấy không? Cái này không có đâu. Đây là bần khùng sẽ nói chuyện là thiên ban dạng tướng cho quý vị hiểu thêm một phần nào đó, để đừng có chỉnh mãn nữa, đừng có mê lầm nữa chứ quý vị. Đâu quý vị kiếm ta đâu có chùa. Bần sĩ lang thang chốn núi rừng, ngày tháng quanh năm để chịu nhiều sương bão tuyết. Bần sĩ đến đâu để viết lại dần thơ, tặng đạo đồng cho đến kịp giờ. Đừng ngoảnh mặt trơ trơ quý đầu, nếu thương ta tránh mưa giông bão, ta là người giữ đảo nghèo nàn. Xôm với chiều chưa được rảnh rang, chân du mãi tình tan tích tịch. Thơ thi bút ta nay phụ dịch, gửi trò nghèo một ít xem coi. Nếu thương ta thương giống thương nòi, về sự ký xăm soi rồi biết. Đức Thượng Phụ nay mai tiêu diệt sự cú nguy, ta nay niết hồng trần. Dược bên bờ nhưng chúng lại phụ ân, ta mãi mãi gần người người không rõ. Đâu có phải mượn kinh nhớ mò, sớm dưới chiều hiểu rõ được thành. Bần sĩ nghèo đâu lợi đâu danh, đang trực tiếp Nam Thành báo ứng. Khuyên đồng đạo ráng tu cho xứng, hỏi quá trời mình đứng dựng bên.
tai phải nghe bần khổ rỉ rên, chân phải bước để về nền Phật đạo. Bần sĩ khổ ai trá ai khẩu, mà phải khai cho người đạo liền liền. Thầy giảng cơ đạo sĩ lạy biên, trúc tâm sự bốn miền thức học. Học phải hiểu cánh dài trằn trọc để vào thi dự thính kỳ này. Biết đời tàn sao đồng đạo không hay, chưa quý vị bùng lầy còn dâm bương. Bụi cắt trần nái mái mình đã dướng, tạo dần thơ có sung sướng gì đâu để xin ơn trên. Cứu vớt thảm sầu gỡ tội lỗi thâm sâu độc nhân. Chung sanh ơi thời kỳ còn lũ lẫn, tại không lo tinh tấn đựng về. Xóm với chiều hướng thuyền hồi quê, để bà mẹ cần kề còn chờ đợi. Nay quý vị ở xa miền diệu dở, mấy dần thơ ta gửi tặng ban. Cảnh quân ba biến đổi rõ ràng, đây quân hạ sắp tàn còn gì nữa. Ta phải trỗi dậy cho những người mở cửa, cho kẻ u mê đi mưa tựa thức đi, để trở lại cội nguồn Đức Phật vô vi. Đạt bí pháp trong nhu kỳ bất khuất, mau tỉnh ngộ tu đi lập tức, bỏ vàng son kiểu ức đừng màng. Trở lại rồi thì được ca liễu sự sanh, tỉnh giấc mộng mới biết đạo tràng cao cả. Còn mê ngủ thì chỉ thấy rác rơm cặn bã, mà tỉnh lại rồi thì quý giá vạn vườn nào. Kệ với kinh sớm tối ta trao lời tuyệt vẻ, nhưng đồng bào đâu có rõ. Ta đâu có chùa ám hay chuông giữ mọ, hằng ngày kia làm bạn với cây cỏ được ai. Xóm tối về khoanh núp chốn lạnh trắng, ngài thực hiện luận bàn chân giáo lý. Buồn chúng sanh tại sao còn ích kỷ, đem tấm thân phung phí cả linh hồn. Nay mai đây đó, ba tiếng sấm đi trở lại thành thú chồn, còn gì nữa xác hồn trực gian. Thơ đề đẩy trong quân ba gửi cùng đồng các bang, kêu các em biện dạng lấy hình, mau trở về cảnh Phật quá đẹp, xin hưởng sung sướng phỉ tình muôn ức kiếp. Nghe ta nói ráng tu chưa kịp, ta là một kẻ bần hàn, có dịp xuống bài khai hội long hoa đã sắp sửa gần ngày. Ai cũng muốn muốn hoài sao không thấy, khuyên tất cả quý đạo đồng đừng lừng lẫy, ráng tu đi rồi xa bẫy gây chung. Việc tâm phàm mới đi đến thế giới đại đồng, việc tánh hết để thanh trong quyền. Khổ cách mấy tháng buồn cứ cam chịu, thẳng đường đi lĩnh chiếu của trời ra. Nếu đạo đồng nào nói theo Phật tổ đại thích ca, phải lìa bỏ cung xa điện ngọc. Nói hoài nói mãi Phật trong trần trọc, nói không thành thì cực nhọc đó nào đâu. Nếu ta nói rồi ta phải thức dậy canh thâu, ngồi thuyền đinh đi ngõ hầu hiểu biết. Bài bổn nọ trong giờ này tái ta viết, tặng năm châu bốn bề được bình an. Nói nay mai đã lố bóng đảo tràn, đảo là một tiền của một kho tàng bảo vật. Nếu ai hiểu đảo rắn đem về dấu cất, cảnh ma dương nó biến đến giật dần. Hiểu đạo rồi thì ráng sống coi Phật tái sanh, coi nước Việt Nam thành phục quốc. Ta bỏ hết đi và muốn cảnh vật, để gặp Chúa Giáng Lâm, gặp các bậc thánh hiền. Bút sử này tay bần viết, bút bần nghiêng,
tỏ lại để cho khắp miền đều lưu niệm. Nếu biết được, đừng đến ta đừng cố kiếm, để ta an rảnh chốn núi rừng đây kính liệm thiên thai. Để ta mặc kệ ngày mai, dặm xương các bụi hằng ngày an trang. Để mặc ta lựng bàn xương gió, để mặc ta ngồi ngó cảnh thiên liên. Để ta chơn vào du miền, trò nghèo tu tình bình yên ta mừng. Đừng có nhắc nhở đến ta làm chi, ta đã ẩn dạng chốn núi rừng. Từ bi khuyến thuyện tâm đừng xuyên sao, để ta nơi đó muôn đào chốn vùi một kiếp đi ngạc ngào đình thô. Rừng xưa ta ấn ta tu cũng như thầy dạy, mặc dù là không chừng rảnh việc thì rừng tòng ta mới tựa. Nhưng hiện giờ này chan chứa dòng châu, gợi thơ khắp cả đâu đâu, bộn bài đang nhớ rồi từng khẩu đừng rời. Nói rằng cuộc tận thế chính ta cứu đời nguồn hạ đó, tại sao người lấy bỏ không tin. Tin đi rồi gặp vị Phật của mình, tin lời ta dặn để buộc cuộc đăng trình vào thi. Kể rồi tin đại mau đi, tin ta rồi lại đem tình Phật tiên. Tin ta đi đừng tin tiền tin của, tin ta rồi bùng tủa phúc hào. Tin mau đi bá tánh đồng bào, đặng an lạc đừng xôn xao trần trượt nữa. Tin ta đi để thiền lòng đông cửa, bỏ nữ phàm đi ta giữa Tây Phan. Tin đi các bậc đạo tràng, tin lời bần khổ cơ hàng bút khai. Tin ta đi rồi ngày mai sẽ rõ, đạo đã hiểu rồi ta khai ngõ chỉ đường. Ta giả thân đi khắp phố khắp phường, sáng trai gái chiều du dương già ca. Quý vị đừng hỏi danh đừng hỏi giá, đừng hỏi ta ở nơi nào là cao cả hay sao. Khi thì ở chốn rừng cao, khi ta giả dạng buông đào đông sông. Khi ta ở Tây ta lại về đóng, đặng mà phân lượng để lập công cho trần. Khi ta đi chân bước rảo dần, thành đô qua lễ ta lần lần. Thử coi thử xem để lượng giống mưa nồi, toàn là ức triệu vàng thôi kia kìa. Thử dân cho biết một phút rồi ta sẽ về, thấy trong nhân loại rẻ chia mất rồi. Làm sao trở lại mà coi, điện đài Phật hiện tiếng đi còi long hoa. Tiếng còi ấy không xa nha quý vị. Nếu thương ta ráng mày trí khai minh, thương ta phải đặt lòng tin để rồi trên đi bước đăng trình vào thi. Thương ta đừng ngại nhưng gì, thương bằng ráng khổ rồi ráng đi tu hành. Tu cho đáng, cho nên danh nên phận. Tu làm sao tinh tấn nhiệm màu, đừng để tà ma quỷ dẫn thâu. Tu phải hiểu nơi đỉnh đầu cao thượng đạt, nghe bần sĩ dòng thơ ca hát để ru hồn dư tiếng nhạc trời cho. Về đi ta lấy con đò sông buồn còn lẫn dẫn rau to dặn dài. Rau mãi mãi rau hoài không ai đi tới, lên chiếc thuyền sang thế giới Như Lai. Thuyền kia ta đậu nhiều ngày, sóng trần đăng bủa rồi thuyền quay mấy. Tỉnh đi tất cả chúng sanh ơi, chịu quả đáng nhồi, để trở về yên tình đỉnh đồi Bảo Châu. Giờ này ta ở nơi đâu, ở trong võ trụ địa cầu hơn ba. Ta đây đâu có cửa, lại đâu có nhà, có tạo là một danh trại thiết tha nặng hoàng đệ. Rồi giáo đạo thi dân gửi cùng các bản thường hằng thao phương. Ta ẩn dạng để du dương tiếng nhạc, biến dần thơ đi đổ cá, học
trò ẩn dạng rồi để xử lý, ta lo chiêu tập luyện để thành trò Phật quốc. Ẩn dạng đó đâu tài đâu vật, để cho người và các bậc thuần phong. Hôm nay các bậc đạo đồng về đây ta gửi đôi dòng lâm ly chưa về, rồi mang nó đi đi, nói rằng ta đã cứu nguy cận kề. Cứu bằng giảng khuyên bằng ánh đuốc bồ đề, cứu bằng pháp Phật chỉnh tề uy nghiêm. Cứu ngày rồi lại cứu đêm, lúc nào ta cũng bên thềm chờ mong. Chớ hoài chờ mãi diễn vong, chờ thôi thế giới đại đồng gần ra, chờ thôi quy tụ về nhà. Về nhà mà Phật quốc chưa về nhà, chưa lạc bán chứ ta chờ. Bà tánh rõ ràng chờ thôi mà đến thế hoa tàn, chưa còn đâu chứ ta chờ, chưa trăng thế chưa định đầu. Thuyền không mà ta lấy chưa ngõ hầu rồi cũng tắm. Chờ xin ba tánh hỏi tràng, nào đâu có chờ của chờ vàng, phạm phu chứ cha chờ các bậc hiền tu. Được về mà ngồi Phật vì ngạo du như thánh đường. Ta chờ đợi trong phương ngàn nẻo, ta chờ người người hiểu chưa hay chưa, đón chờ gặp bão mây mưa. Dòng kia mà chưa dứt, ta còn đưa chiến đòn. Chờ người mãi âu lo cho kịp, kéo gian nguy mất kiếp tiêu tàn. Ta chờ đến đổi cơ mà ai chứ đâu hiểu, chưa hình tàn của ta. Muốn bỏ hết không thiết tha tha thiết, mà muốn quỷ đi thể xác hồng trần đặng hồn về cõi các nơi. Nhưng còn thương hại chưa hồng trần quá ngu, đâu có phải ta tu một kiếp vô lượng đời mà ức kiếp vô biên. Ngày nay nói lại thiên liên, ngày nay mà ta mới chưa tùng quyền xuống ở đây. Mong ba tánh sửa xây cho kịp, mà hồi qua trời có dịp gần khai. Nếu không tiêu diệt nhân loại từ đây, mà thuyên biến nặng tay liền liền đang kết thúc vào miền sơn giả, đặng kết đời đất rã trời long, kỳ bả tam giáo công đồng. Gần ngày xử tội chưa đừng trong bớ đời, nghe như vậy tới bời tất cả trận cùng sông núi ra tan tành, biển kia còn cạn tranh giành. Làm chi mà bởi chúng không làm lành, làm sao nương. Cơn mà đại khổ chúng đường một lối, ta khuyên hoài bất thối lưỡng nan, làm sao đọt ánh đạo vàng. Đặng về mà cõi Phật chưa hưởng tràn báu châu. Ta nói rõ người đâu có rõ, mà tưởng là ta gõ mõ tụng kinh bây giờ. Siêu việt cho lòng mình, bây giờ trên bước đăng trình quần khai. Chưa rảnh việc miệt mài chưa được, mà hết trượt trần nước ngược thiền bơi. Lòng qua thánh đức vẹn ngời, ta ngồi tinh tụng chứ coi đời an vui. Giờ chưa rảnh bùi ngùi đau xót, thấy hoàng dân thức trót canh tàn. Kẻ kêu người réo Phật càng kêu hoài, mà kêu mãi cho hình tàn ra cho. Kêu thì Phật ban cho tài phép,
Mình không ghi không chép nào thành, mình còn mê lợi mê danh thì là tan rã. Đành tranh chứ làm gì. Nếu học Phật từ bi giác ngộ thì ta đây nguyện cố tu hành. Tu rồi không lợi không danh không ảnh không dành, không lợi không qua chỉ là phúc kiếp của ta. Ta đền cho tội lỗi thiết tha thận cầu. Tu hiểu lý thâm sâu quyền diệu, dù cực thân cam chịu không phiền. Kiếp này ta quá có duyên, được ngài ân xá phổ truyền. Mười phương cầu đem pháp quần dương khắp tí cả. Lời của ta hối hả chứ trực thành. Đây là bần sĩ đạo lành não nương, mà Nam Việt ngọn ngành bổ sơn. Nếu ai hiểu mang ơn biết mấy, thì phải tu đặng thấy đức ngài. Ở trong cảnh giới Như Lai, không còn ở chúng trong ngoài. Tìm chi ra đi rồi sẽ thì mới rõ. Ta nói đây khai ngõ chỉ đàn, nếu vị nào biết được thì mang kinh lực vàng của vàng ta tặng. Về xứ lạ nói rằng ta nhắn các đạo đồng cố gắng hành theo. Chữ văn quy sang cả giàu nghèo cũng phải mất, không đeo mang được. Kính mong hết răng tìm việc phước, theo chân thầy nước ngược rắn bơi. Cảnh địa danh danh lợi lá lơi, bỏ tất cả đặng thời tu niệm. Mất sắc thân linh hồn khó kiếm, con tiền bạc kia không hiếm gì đâu. Ta gỡ thơ cao ngút đỉnh đầu, phiên đồng đảo đôi câu lưu lót. Nghe cho rõ rồi thôi đau xót, tranh nghèo dịu ngọt nai khuyên. Về tụ đi đắng dị đắng kiên, chớ lập hội không hiền khai mạc. Phải tạo thanh biến thành sa mạc, cuộc phong ba đài các gặp ghinh. Muốn tu hành thấy Chúa sức chinh, hiện tại thế nguyên hình nguyên dạng. Thì gỡ thơ đồng thôi các bạn, phút sau cùng ráng hỡi tìm đi. Cảnh gian này ta xuống cứu nguy, lựng bài giảng hơn tiền hơn của. Trí huệ tánh về đi mai vua, ta nói rồi tài của ta cho. Nói ra đây lấp biển táo quý gò, dựng đại đạo là đò rước chúng. Nếu thương ta đừng nên dân cũng ráng, làm sao đi đúng ta mừng. Đừng hỏi gì danh ni lợi đứng đứng, ta đang ẩn tại rừng bí thuyết. Gửi thơ đạo đêm nay nồng nhiệt, mà gửi cho đời cô biết thì lo. Chốn sông giang ta mãi đưa đò, gình cho khéo bớ trò bước xuống. Danh dữ lợi mình còn ham muốn, rồi cảnh thương yêu chiều chuộng gần kề. Làm sao ta nương cửa bồ đề, về giới Phật còn mê còn mệt. Chắc là ta quân tàn phải chết, tỉnh đi đời mê mệt an nhiên. Nghe đạo khùng kính bút lại khuyên, ta nợ thế chính chuyên khuyến người đạo. Đừng có hỏi hiền hay xốc xáo, ráng tu đi rồi chân vào non tầng. Nếu tịnh rồi đừng có phụ ân, sau gặp đạo phú bần rồi rõ. Kinh dơ dạng hay chuông dưới mỏ, cũng là đường là ngõ chứ gì. Tạm cất rồi thu xếp mau đi, tiếp với cậu của nguy tại thế. Tại sao người không mơ còn diệu kế kỳ này rồi, bỏ phế được đâu.
ràng tiếp tay để có ứng hầu lòng qua hội trời thâu lấy lại. Sổ dưới bộ không nên nguy hại, mà lực thiên điều biến hại tan điền. Nếu trò nghèo tu tỉnh hoàn nguyên thì về tới bến bờ của Phật. Đắc đạo quả đâu phải tiền muôn của vật, mà đắc chỉ đạo trời siêu bậc thiên ban. Đắc đạo thầy kinh kể là vàng phước dư báo, lấp hang đại khổ. Ráng nghe ta rồi về tu bổ, ta đưa về nơi chỗ thứ lai. Tỉnh hay chưa có các đấng các ngài đang trực tiếp bổn bài giáo huấn. Mình lo tu làm sao cho đứng hội qua trời mới xứng tuổi tên. Ngọc ta cầm ta lại bỏ quên, trí ta có mờ mờ lu quá uổng. Đất Như Lai cũng như miếng ruộng, ta không gieo không cấy không trồng, rồi ngày sau hưởng cảnh nấu nồng. Đừng trách Phật không trồng không giúp, màn giông bão ta nay ẩn núp, sợ quy ma cướp mất của thầy. Làm sao về qua hội khúc giấy, giữ tài báo thay gầy đau ôm. Vậy mà đời chưa có gốm, dòng suối trần lôi cuốn trôi đi. Ra bài này là hỡi cứu nguy, cuộc tận thế trong kỳ biến duyên. Mau lập tức tu đi thể thiện, đừng miệng này cầu nguyện lem nhem. Phật thánh tiên ngài chẳng có thèm, thân phàm trước đừng đem ra đó. Trí huệ khai thì ngài mơ ngó, lòng tự thiền đừng bỏ chúng sanh. Tư tưởng ta là ánh đạo lành, giữ căn bản là Phật tế sanh thâm nhập. Của cái đó sao người không gặp, mê si chê gió tấp mưa gào. Cả tiên kiều ba tánh đồng bào, mau giác thi mộ buôn đào thanh tịnh. Ta không báo người kính tay sâu kính, hay là giờ lãnh lĩnh làm chi. Mong biết ta, ta sẽ cứu nguy, dẫn dắt đạo trong kỳ khắc biến. Thầy xuống bút cơ trời cầu nguyện, vớ đạo đồng hãnh diện ngồi tu. Ngày làm ăn sớm tối cần cù, đêm thức dậy công phu đúng bụi. Cảnh cực khổ ta nên dung rủi, để cứu người trong buổi gian cơ. Còn hơn ta tưởng ảnh tôn thờ đó mà trơ bỏ mất. Giữ nguyên tánh là ta cắt bậc, mà giữ lòng thành là bảo vật trân châu. Người hiểu chưa trăng xế đỉnh đầu, đạo giác ngộ đạo hầu khai ngộ chúng. Ráng mà nghe đừng nên quá dùng, xúm lại nhau ca tụng làm gì. Cuộc hành trình khỏi lửa phương phi, nòi giống mất ta vì sống được. Theo Phật pháp thiền trời nước ký ngược, theo chân thầy phải vượt qua sông. Cứu nhân quần để gầy dựng đảo đồng, nói thầy tổ giống ở dòng hướng đạt. Mưa sắp đến bão giông chắc tạc, lột mái ở nhà thân thể cho rồi. Dẹp dọn đi đừng bẩn đừng tồi, nết đức tánh dung bồi trở lại. Vượt trùng dương giờ này biển hải, ta gỡ thơ đạo phái siêu tầm. Ráng tu đi chớ chẳng có lầm, tại ta biết ta cầm sạch sổ. Biết sinh chúng còn sanh thịnh nộ, còn tỷ hiềm còn khổ chớ gì. Chấp nữ nam phân biệt làm chi, đọt giáo lý ôi thì rõ biết. Thôi ta nói giờ này đoạn tuyệt giả từ trần. Biết duyên thiên cơ khai lỗ rồi, lắng lắng như tờ miền sơn giả. Ta thời tịnh nghĩ, mong đồng đảo nơi nào đừng phí, mà đảng ngồi lo thế kỷ muôn tàn. Không kịp đâu mau sửa mau sang, cảnh biến đổi hình tàn sơ xác. Gần biến thiên
Phật Bà Bồ Tát. Chơn dẫm chơn quá độ tầm thinh, cứu nhân quần bằng pháp vi bằng kinh, cứu nhân loại bằng tình vi diệu, không có biết phàm đâu có hiểu, ta cải đờn đúng điều đã rồi. Đâu phải tiên Phật thánh trên ni đồi, hai tạo lập rồi ngồi hưởng dụng. Cốt sắc tướng ta đây ca tụng, nhưng làm sao cho đúng ý cơ màu. Tượng ở ngoài ta lại đâu đâu, đem vào lý chôn sâu tư tưởng. Lịch sử trước ta tôn cốt tượng, để học đi theo lịch sử của Ngài. Danh dự kia tanh chất đừng phai, Đức Phật xưa quá độ trong Ngài. Này nói dấu đừng phai một nét, Đức Phật khi xưa mây mù Ngài dẹp, ở ngôi vua sung sướng vô cùng. Vào rừng tàn xương tiết hòa chung, mong đắc quả lại cùng cụ thế. Bỏ ngay vàng, bỏ vua, bỏ ghế, để vào rừng Bồ Tế mười phương. Ngồi tịnh tu khổ khắc đoán trường, gian giới khổ tìm phương cứu cảnh. Nay kính tựa đạo đồng ba tánh, nếu theo Ngài phải biên cánh ta gian. Đừng vui cười, đừng rốn, đừng ràng, đừng tiền của mướt sang Phật thích. Câu ngôn luận giờ này ta dịch mà đạo cùng điên biết ít nói cho. Nói rồi đây ba tánh ráng nghi lo, mau dậm bước lên đò đáy đạo. Ta xuống đây chịu mưa chịu bão, hòa tứ ân nghi hòa giáo hòa đời. Một cội nguồn đâu có ngầu chơi, đâu có miệt có kinh khi bỏ. Tất cả chúng phải nghe cho rõ, kể từ đây sự có như sao. Giả từ trò ta lại muôn đào, rừng thanh tịnh công cao quả biết. Đoạn thứ ba kỳ này sắp tuyệt, bài của nguy tận thế rõ ràng. Cứu nhân quần bỏ chốn đi vào sang, để bước đến đi đạo càng rực rỡ. Cứu nhân loại thế gian thiếu nợ, đặng đem về bán sớ như đây. Cứu canh kia cứu lại ban ngày, giảng kêu mãi kêu hoài không thức. Kỳ thứ ba ta đây chung lực, phiên kỳ này nổ nứt kỳ rồi về. Nếu chúng sanh còn bỏ còn bê, đừng trách Phật nặng nề kêu đếm. Ai đại trí rắn tu cho khéo cho đời, tàn rồi mỏng mẻo vô cùng. Nếu nghe ta như nghe hỡi đạo khùng, ta hiệp lại chung cùng sơn bộ. Nếu nghe ta sau này phúc mơ tụ, ngày mai đây quỷ hú đầy đường. Phạt trăng đời lấp lái thần dương, đem ba tánh thê lương chôn nhốt. Lựa những ai con trời đường cột, được đem về mấu chốt Phật tiên. Thanh rọc rồi Ngài đã biến thiên, biến nghi thú dữ về miền rừng nổi. Cánh biến thiên trò đâu chịu nổi, mà ta biết rồi ta trỗi lời gian. Hỏi đây đi tất cả Phật ni tràng, có nghe rõ thì tan danh Phật. Hôm nay tất cả bần sĩ đã nói nhiều về trong đoạn cứu nguy tận thế. Bần sĩ vô danh, không có danh dự gì đâu, không có muốn gian danh đi khắp cả trời Nam đâu. Nhưng vì Đức Ngài đã diệu dụng biến thế, thì bần sĩ phải cam chịu thôi. Vậy kinh cứ mong tất cả chư quý vị đạo tâm cũng băng tín đồ Phật giáo tha thứ. Vì chúng ta đã tưởng Phật thờ thì đúng rồi, tưởng tượng. Mình có tư tưởng phải có hình tượng Phật, nhưng mà tưởng rồi mình bỏ dục mất hết, chứ mình không có tượng lại lòng mình. Nếu ta là một pho tượng, pho tượng kia là đá, mà ta thành Phật hiện vị lai tại thế này, thì quý vị nghĩ sao?
chứ không phải bằng sĩ nói là sĩ không có cho quý vị thờ phượng. Nếu không thì cái cảnh chùa, cái cảnh tam bảo đi làm gì, tịnh xá để làm gì đó. Thì quý vị cứ nhớ rằng khi chúng ta tu vừa hữu hình vừa vô hình, còn cái này quý vị tu hữu hình không à, mê hoặc không à, đó rồi quý vị làm sao thành đạt được. Cho nên hôm nay đó bần chỉ đốn tất cả để trải gai gốc cho quý vị đó, để đem quý vị trở lại trực thành là đài danh Phật pháp. Quý vị có hiểu được chưa? Vì hội Long Hoa sắp cận kề rồi, có hay không, kính thưa quý vị sẽ có. Và sự biến thiên chừng nào tới sẽ tới bây giờ, hội Long Hoa chừng nào gần hay xa do đó quý vị đó. Nếu bây giờ mày này bần sĩ đã nói là gần đâu, quý vị đã chết trước ngày thì cũng không thấy phải xa à. Mà bần sĩ nói xa mà quý vị tu là gần, quý vị nghĩ như thế nào? Ngược mà xuôi, xuôi mà ngược. Cho nên cái dòng thơ này đó bần xin gửi tặng cho tất cả chư quý vị trong một cuộc đời nay mai sẽ sống để coi. Bây giờ quý vị nghĩ lại đi, đừng lại được. Quý vị lại hoài nha, uổng công lắm. Quý vị lại hoài à, bây giờ bần sĩ nó nghĩ lại đi. Có nghĩa là nói lý, quý vị nghĩ lại mình đi. Có tội lỗi dương nào rồi? Đã đạt được chưa? Tu cái chấp với nhau, anh cao tôi thấp, chị thấp tôi cao, đậu và rớt. Quý vị có biết không? Bần đã giảng nhiều cái công chuyện đó lắm rồi đó. Cao cả là gì? Bần xin thiết qua và xin diệt mục thêm ở đây. Cao cả là sự hy sinh tột đỉnh của con người tu, con người biết lý, đạo nho, phong lễ giáo của Đức Khổng Thánh. Cái sự biết còn tồn tại, tu cũng chết, không tu cũng chết, dạy cũng chết, khôn cũng chết, dữ cũng chết, hiền cũng chết, danh lợi cũng chết, giàu nghèo cũng chết, tàn tật quyền cũng chết, biết sống. Quý vị có biết chưa biết đó không? Đây rồi, tiếp tục kết thúc đây, bần sẽ nói ra chữ biết cho quý vị nghe. Thì bây giờ không có gì hơn nữa, phải ráng trao dồi, đừng có mê nữa chứ quý vị đạo tâm. Vì trong đó cũng có ít phần tử nào mê, còn mê lắm, danh và lợi cầu có đó biết không. Đi lợi chùa, đi lợi ngay chỗ là chỗ mà thờ Đức Phật, Đức Ngài, chiêm ngưỡng rất quý giá ngàn nhà, một quý vị đem đến đó quý vị bán buôn bán chợ trời hết trơn, đem Phật ra bán chợ trời, đem Đức Cậu, Đức Thầy và tất cả các đẳng cấp đem ra bán chợ trời đó. Vì quý vị tu chưa kỹ cương được, quý vị chưa biết quy lực Phật, lực pháp, lực Phật thì nó cũng đi đâu, cảnh vô hình và hữu hình, quý vị có biết không? Phật học pha học, Phật học tuyệt vời tuyệt báo, pha học tới vậy chứ tầm cỡ đâu có bằng được đâu, quý vị biết thấy chưa? Ráng cố gắng tu hành thành chánh quả, bần đạo mong tất cả chư quý vị xa gần ít nhiều gì cũng không có gì hết. Phật vô thường trụ, hiện giờ này có tất cả các chư quý vị đồng đạo, không biết rằng bần sẽ ở đâu. Bần sẽ ở trong vũ trụ, ở trong bầu trời mới, ở trong sự khai ngộ mới của tất cả chúng sanh. Bần sẽ ở trong tư tưởng và linh hồn của tất cả mọi người, và ở cái thế giới con người của chư quý vị. Và quý vị có một cái thế giới, quý vị có một mái nhà. Bần sẽ nói tiếp, mong tất cả chư quý vị về dẹp dọn ngôi chùa nhà của mình bản thân, rất là không ai sò mỏ đến, không có ô uế, không có một cái gì gọi là dơ bận được cái mái chùa đó, rất rộng rãi. Mà tụ trì là Đức Thầy, quý vị cứ mượn đi, Đức Cậu và Đức Thầy làm tụ trì cho, chứ bần cũng không làm tụ trì được cho quý vị đâu. Quý vị có hiểu không? Bần làm tấm giá rồi, mong quý vị nếu chọn một vị nào làm tụ trì cho mình cũng được hết, đặng mình nương theo đó mà về. Xin kính thưa mong quý vị đừng có buồn. Nhiều khi nhiều quý vị đi cúng 50 cái chùa rồi về tác bạo ra hành hung thì quỷ thiêu đốt cháy những cái rừng công đức vô lượng vô biên của mình rồi, thì cũng như hoài công mong đợi uổng quá. Cho nên hôm nay đó, cái sự đông đốc mà luôn nấu tinh thần của chư quý vị hôm nay đó, bần mong rằng quý vị sẽ cố gắng để rồi tiếp thu cho được những sự việc mà bần sẽ nói ở đây. Và ý nghĩ của tất cả chư quý vị muốn rằng phải thấy hiện hình nguyên sắc tướng cho quý vị. Vậy thì chết rồi, vậy thì quý vị quá nông cạn quá, không có chiều sâu đạo đức, không có tìm được và khai ngộ những cái nguyệt đạo của quý vị ở đâu. Vậy xin kính mong chư quý vị đạo tâm văn tín đồ Phật giáo như một, tha thứ tội lỗi cho bần sĩ. Vì bần sĩ là người quê dốt, quê mùa xuất thân hành giả, phái bụi sơn kỳ hương nơi núi rừng xuất thế. Bần sĩ sống như một mái tranh nghèo nàn để nương tựa ngày mai, mượn kim thân sắc thể này để hoằng pháp độ dân trong một thời kỳ. Cho nên bần mới để một câu, nếu tình trạng như quý vị nhớ cái câu lưu loát là bần sĩ vô danh tá bước trần, xuống miền hạ giới để khuyến nhân, dù bao gian khổ thân không ngại, mong cứu nhân quần đắc đạo nhân, thì bần sĩ là người không có nhà cửa. Thì kính mong tất cả chung quý vị một nguồn an ủi này quá lớn, nếu quý vị nào biết được quá lớn, còn nếu quý vị nào hẹp lượng coi nó quá nhỏ.
Mà quý vị nào hạ cấp rồi thì xem nó tầm thường, còn quý vị nào cao cả tột đỉnh thì xem nó quá quan trọng. Xin kính thưa quý vị, do là quý vị hết. Muốn thấy hội Long Hoa cũng do quý vị. Muốn gặp hay không gặp do quý vị. Muốn gần hay xa do quý vị. Quý vị gặp Phật hay chưa gặp, hay gặp rồi cũng do nó quý vị. Quý vị được giữ Phật lại với mình thì cũng do nó chưa quý vị. Vì Phật đã có với ta rồi, Ngài đâu có bỏ ta. Ngài trực tiếp trên 24 với 24 tại chưa quý vị bỏ Phật đó. Quý vị có hiểu được không? Phật đâu có bỏ quý vị đâu. Vì Phật là ai? Quý vị có hiểu được hay không? Mà quý vị đi tìm ở bên ngoài có. Nếu quý vị đi tìm bên ngoài cũng như đứa học mới cấp sách vào trường phải mượn bản tấp lô thôi. Còn nếu ta đã cử nhân tú tài rồi thì bản tấp lô ấy ta dẹp. Có tượng ta mới tưởng được Phật Pháp, chiêm ngưỡng chân dung của Ngài. Ngày xưa đó là một vi vật kỷ niệm mà Ngài đã để lại cho ta tuyền đời nào cho đến hôm nay. Mà muốn thấy Phật Thích Ca hằng ngày hình tượng vậy nhưng không tu theo lối của Phật Thích Ca Mâu Ni, đi bỏ của đâu có được, bỏ tiền đâu có được, bỏ vợ đẹp con cưng đâu có được, bỏ danh và lợi đâu có được. Nếu quý vị nào làm thử coi, nếu niệm Đức Thích Ca Mâu Ni danh hiệu của Đức Ngài thì bỏ đi, thì Ngài sẽ trước ngay rồi. Nếu niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì chịu quán tình khó khổ như Ngài, có chịu được hay không? Ai nói đắng nói cay một chút là mình đi cự cãi lại rồi, phải không? Muốn sung sướng đi trên việc đó thì làm sao quý vị thoát được? Phật tập diệt khổ, tất cả chúng sanh đều phải đi trên cái khổ mới thoát khổ. Ta bị chà đạp, ta bị quýnh, ta bị chửi, ta bị tất cả, ta mới thoát được nghiệp dương mang nhiều đời kiếp của ta. Quý vị có hiểu được hay không? Nếu hiểu rồi xin thưa đừng buồn, nếu chưa hiểu đắm chiều sâu thêm chút nữa để biết vào chân lý bí truyền của Phật Pháp hôm nay. Bổ pháp của Phật, bổ là bổ báo, bổ vật đó, thấy không? Tuyệt vời nhưng mở đâu? Quý vị có biết không? Ai cũng tưởng trong trên núi Thất Sơn những tài bảo lên đó kiếm, đi lên đi xuống, đi tới đi lui, đi kiếm chân lý, đi kiếm bảo vật, mà chính mình là giữ bảo vật kho tàng, là cái sự trong sạch, cái sự tinh tấn linh hồn tuyệt báo của mình, cái sự tốt đẹp, cái sự hy sinh cao cả, cái sự chúng sanh làm không được ta làm được, đó là pháp bảo. Quý vị có hiểu được chưa? Lời nói của quý vị và đức độ quý vị đã trưởng khó nhiều đời, quý vị mở hiện ra huệ pháp qua ngay. Còn cái này quý vị đã làm tâm phàm, làm nghịch cảnh, làm tâm bẫy tâm bảo, quý vị có cầu xin bao nhiêu đi nữa cũng không được. Xin kính thưa cho quý vị đào tâm tha thứ cho bần khùng này để giải ngộ cho tất cả những các vị chưa hiểu và toàn đã hiểu còn mê, để trở về Phật Pháp sớm mau lẹ đi chú quý vị. Trăm ngàn lại ức kiếp vô tận chúng sanh đã đọa khổ quá nhiều rồi, bây giờ bỏ đi trở về Phật tánh, đừng mang phàm tánh nữa, sẽ bị rơi xuống địa ngục Atula, chốn phù du ấy chôn nhốt quý vị 7000 năm nữa đó. Thì bây giờ đây khùng nói như vậy đó, mà quý vị có đồng ý được thì không thôi khùng cũng cười, chứ khùng đâu có nói gì. Rồi tiếp đến sau bần sẽ tỏ ra cho biết Đức Di Lặc Vương Phật xuống thế đã làm gì, cai trị, cai quản, chưởng quản ai ở trong thế giới nào, và thánh đức đó giống dân như sao. Bần khùng xin diễn tả có trật trúng gì mơ hồ nói dốc với quý vị, quý vị cũng đừng có buồn nghe không. Đó là cái sự ứng biến để phổ trình một phút giây, không trong sách vở, ngoài sách vở, mà ngoài sách vở có nghĩa là ta sẽ vượt bậc đại thừa, ta sẽ vượt lên cõi càn khôn võ trụ này rồi. Quý vị có hiểu được không? Thì quý vị cứ ráng cố gắng đi. Bần khùng đã chiếc qua những giai đoạn. Bần khổ chiều tháng cạnh núi rừng, lòng hằng mắt lệ mãi rưng rưng, tại sao chúng lại không hướng đạo mà lòng hoại diệt mãi dựng dưng. Ta mong ba tánh hồi tỉnh ngộ, đặng cho Phật Pháp được vui mừng. Đừng mê, mau tỉnh cho kịp lúc, để chầu Phật Chúa đạo chấn hưng. Gặp gỡ bần chi quá khổ sầu, gặp rồi thức trắng lại canh thâu, tâm tư hòa nhịp trong máy tạo. Biết được rõ thông
ngõ ý hầu. Mong cùng bá tánh hay đồng đạo, ta chỉ cho nhìn phúc canh thâu. Chẳng xế rồi kia nhìn cho rõ, sắp hổ điêu linh rã địa cầu. Hôm nay bần hàng, bần tỷ, bần đạo, bần khổ, chỉ thiết tha gian xin gian cầu tất cả chư quý vị đạo tâm. Một lần cuối cùng chúng ta sẽ nhất quyết về quốc độ thế giới A Di Đà Cực Lạc bớt khi là chúng ta lại về đây, nơi một cõi thanh trang quyền diệu của Phật pháp. Xin kính mong quý vị trực tiếp để đón chờ chúng tôi sẽ trả lời kết cuộc trong một quyển ba cú nguy thịnh thế. Một quyển ấy chúng tôi sẽ cho quý vị biết rằng, và tự hỏi lại quý vị đầu bài, quý vị có biết tận thế hồi long qua có hay không, chừng nào có hay đã có rồi, quý vị thận trọng để tu được hay mà để hiểu biết phải có. Thì hôm nay bần khổ này xin kính thưa chư quý vị mở rộng dòng tay giác tâm từ bi trí thiện, chúng ta kiểm điểm mình không sáng suốt do bị như thế nào do nguyên nhân. Thì tất nhiên tất cả các quý vị bậc vị nào cũng vậy hết, nếu muốn tìm lối thoát để siêu nhiên siêu sinh siêu thoát về nó Cực Lạc quốc, thì trình độ của mình học vấn hôm nay phải hiểu rằng những nguyên nhân của chúng ta có tìm được rồi thì tìm lối thoát về Phật tiên được. Còn nếu quý vị không tìm được nguyên nhân thì làm sao biết lối thoát của mình? Vì chúng ta có nguyên nhân, có căn hòa. Những gì đừng đổ thừa cho tất cả mọi ai hết, mà chúng ta phải chịu âm tường lãnh tất cả, đó là nguyên nhân của chúng ta tạo từ đời kiếp ra, chứ không phải một kiếp này đâu. Thì cầu mong tất cả quý vị phải ráng cố gắng tự tu hành. Hôm nay quý vị cũng thành lập một cái cơ sở rất lớn trong lòng mình. Mình là một người chuyên nghiệp về nghề nghiệp, thì mình phải biết rằng ta sẽ ra một món hàng này, ta bán ở đây, hàng này có chạy hay không, mà món hàng này là hàng gì. Thì việc tu hành xin kính thưa chứ quý vị cũng như vậy thôi. Khi chúng ta muốn tu hành, không phải tu đại tu đùa, đụng đâu cũng tu, thì nó đã lạc lối lắm, nó đã xa mờ lắm. Phải tu cho đúng chỗ, phải biết tu là gì. Người đã tu rồi phải làm sao, rồi bắt đầu học Phật tu nhân để tu hành thành chánh quả. Có đơn thuần đơn giản không? Xin kính thưa chư quý vị, không có đơn thuần đơn giản đâu. Không có thể như mua bánh mà ăn cơm đâu quý vị. Đã trải qua dạng dài kinh gió thì tất cả đồng đạo mới ngưỡng mong được tựa cửa Di Đà Phật, hưởng thụ ngày mãi trong một ánh sáng chi vàng tức ngọc của Phật chứ. Quý vị nghĩ coi, đời chúng vẫn còn mê mải, tất cả chúng không còn đắm đuối trong trầm luân bể khổ này, làm sao thoát qua được? Tự hỏi Đức Phật ngài đâu có lâu có tạo ác mà cũng không cho cứu cái gì đâu. Tự mình làm thì có, mình gieo thì mình hưởng, mình sắm thì bị diệt. Cho nên hôm nay nơi cõi ta bà này hiện diện, hôm nay đang rung chuyển mái càng khôn võ trụ, đang quấy cuồng đảo loạn. Thì tất cả đồng đạo có biết không? Nếu biết được rồi thì phải rút ngắn thời gian quản lại đi, để lo trọn niềm tin giúp Phật pháp, để chúng ta gửi một lá thơ ngắn ngủi về nó cõi thiên thanh Cực Lạc. Tha thiết xin ngài từ tâm bác ái cho con được trở về mảnh đất quê hương cội nguồn nước xứ ấy, được trường tồn mãi mãi, kính thưa quý vị. Chứ còn bây giờ nếu mà quý vị chỉnh mãn thì giờ này thì sự rung chuyển của quả địa cầu võ trụ này thì làm sắp bế tắc thần dương rồi, được phân biệt
âm dương và phân biệt chánh tà thú tầm người đều lẫn lộn đó. Quý vị có hiểu không? Cho nên đôi lời của Bằng Thiết Tha sau buổi cuối cùng này, phải cố gắng dù cực khổ dạng dường bao, thể xác tả tơi tơi tả đi nữa thì cũng còn các ngài các đấng giao hộ độ không sao đâu. Phải cố gắng làm không một việc để đem lợi ích cho tất cả quý vị trong thế giới vốn biển Nam Châu. Hoàn cầu này cùng là trong nước nhà được thịnh vượng, dân tộc được an lạc nhàn cao, chúng sanh hết độ khổ đau buồn, thiết tha kêu lớn Phật. Chừng đó thì bần tỷ này đã trở lại nơi chốn nào thanh tịnh nhàn an rồi đó. Bây giờ còn khổ, chúng sanh còn khổ, ta còn khổ, chúng sanh đa dạng nghiệp, ta phải gánh nghiệp chúng sanh. Vì là đó cho nên hôm nay ví như bần tỷ đây là một độc giả mà thấy chưa, đọc qua những lý thuyết của Phật, ký giả của các cuộc hành giả để du phương tìm ra hạt giống của đức ngài để đem lại cho Phật pháp, thì vô tình tất cả đồng bào nhân loại của chúng ta mập mờ phân biệt chấp ngã lưỡng phân, thì làm sao mà đi đến bộ máy thiên cơ từng hoàn được. Xin mong quý vị khôi phục lại chút xíu đi, tìm kiếm lại những gì của mình mất mát đi. Quý vị tìm cái thiệt, thiệt nó ở đâu? Nó ở chỗ nào? Nó ở nơi mình đó mà. Tìm cái tu nó ở đâu? Nó ở nơi chỗ mình đó. Mình tu cho mình lo cho mình. Mình hy sinh cho mình trọn lành với tất cả các ngài cũng do nó mình đó. Tự tu không được, do lý nào bị ngăn chặn, tự tính toán mưu ít nhiều cầu có tăng trọng nhiều thượng cấp hạ thấp và lợi ích cho bản thân và dân gian khắp tất cả. Những sự việc ấy sẽ cản ngăn người tu không có bước tiến được. Trí huệ không được sáng suốt, bị nghiệp lực âu lo, hằng ngày trằn trọc lưu luyến với tất cả những sự việc tính toán mơ hồ sống nước ảo mộng huyền không. Xa xưa đem đến bộ óc không ngừng tính toán suy nghĩ, bán lo bán tính làm đủ chuyện tay khiến bộ óc ta án mất tất cả những dần sáng suốt của trí huệ. Thân này biến lời bị nghiệp cu mang về vấn đề ăn uống, giành giật tranh đấu nhau trên miếng ăn uống thực vật này để làm gì, để chôn vùi nó miếng đất A Tỳ này đông đầy nghèo, là mán mất đi những cái nguyệt đạo chúng ta không thể vô đồ vô lượng làm một sự việc tưởng đâu thức ăn món uống đó là giúp ta được giải thoát hay sao. Những các bậc trường trai và còn ăn mặn ăn chay đều phải nói chung ở đây một ý với nhau hết tất cả. Ăn chay là phương tiện, là một chiếc đò, là một chiếc xe giúp ta đó, chứ không phải là ăn chay để thành Phật. Mà chính ta tu có thành Phật, mà ta tu ta bị nghiệp lực để cản quá, ngăn quá, không ta không được bước tiến. Người ăn nói mập mờ không đúng với một nghị lực, tiếng nói của mình quan trọng nhất là linh hồn của quý vị đó, là tư tưởng của gì đó bị chi phối, bị tính toán, bị lo lắng, bị nghi kỵ, bị chấp ngã, thì quý vị làm sao linh hồn được trong sạch, tư tưởng được hoàn chỉnh. Vì lẽ đó cho nên và lo sợ mọi điều, cho nên hôm nay bần chỉ xin đọc lại một ít nào ở đây. Xin mong quý vị phải cố gắng, thần quý vị bị suy đồi suy kém, không được cao cả, run sợ, sợ đói, sợ nghèo, sợ mất vẻ đẹp, sợ mất nhà lầu, xe hơi, sợ mất tất cả những phẩm chất chức quyền của mình, sợ những người không khen ta lại chê ta, sợ những người chê ta xấu, sợ những người chê ta nghèo, sợ quá cho nên thần sức của quý vị bị kém, suy đồi không được cao cả. Nếu quý vị thuần tâm lo tu niệm rồi thì tinh thần phải dẹn bén cao như núi,
quý vị không sợ một việc gì khi ta sợ ta làm không được việc nghĩa và nhân không? Ta sợ ta không tu được đạt thành chánh quả, chánh pháp của Phật, cũng có ngày để dạy dỗ ta đó. Ta lo sợ rằng ta sẽ mất chiếc, không thể tu việc, không thể làm một việc đối với ngày mai Phật Pháp mở. Lại Đài Long Hoa mở ngon thay đổi tất cả. Ta không lo sợ cảnh đó, mà ta sợ nghèo, sợ đói, sợ khổ, sợ đêm nay mất đi một cái gì, sợ ngày mai không có. Thì quý vị nghĩ như thế nào thì thần cho quý vị đã lo sợ quá rồi, mất thần. Ý nghĩ quá xa xưa mộng nghĩ mất trí, tính toán quá, lo lắng quá, mất tâm. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Còn thân này biến đổi nặng căng nặng, không chịu công quả, công trình công phu, thân này không thể đắc thành kim thân được. Ta phải gồi những tấm lửa, ta phải tu luyện, ta phải tập thành tất cả, ta phải trong ngoài gội rửa từng sắc thân tới việc linh hồn cả luôn, thì thân thể ta hoạt động hàng ngày, ta mới khai kiến được, ta mới thông trong tự tội được. Kính thưa quý vị, chứ không phải nói tôi tu rồi tôi muốn đi chơi, tôi muốn làm gì làm tự ý tôi sẽ đắc thành tại nguyện, không phải vậy. Phải lao lung cực khổ, phải dân tương hiểm trợ đó thưa quý vị mới thành tựu được. Đức Phật Ngài mới diễn nghĩ cho mình, với mình như là một kẻ ăn mày, một người ăn mày ở xứ chợ đầu đường, phải rên rỉ tiếng tha tạo điều kiện đau thương trước mặt công chúng đồng bào, họ mới cho ban cho được một ít nào để mình miếng cơm manh áo. Mình là một người ăn mày, xin phước đức của Phật ban, xin hết tội lỗi, thì phải làm sao cho Ngài động lòng bác ái từ bi. Mình làm sao cho Phật thấy được, phàm không thấy cũng được, Phật thấy mình là đủ rồi. Vì chúng ta là một con đường siêu thoát về Phật tình. Xin kính thưa quý vị, chứ không phải chúng ta làm việc mập mờ qua đường lối, che lấp những cái sự việc không lành mà chúng ta cho đó là được. Quý vị hờ hững quá. Nếu tất cả quý vị nào, anh em nào, đồng đạo nào, bá tánh nào, còn bản này còn do dự với một công trình sắp tới đi quá lớn, thì tiếp tục vào cuộc hành trình đi, Phật cũng còn ân xá, đại ân xá cho quý vị trong một hơi thở cuối cùng đó. Bằng ngược lại không thì đừng cầu xin kính thỉnh nữa. Vì mình tất cả vị tu nào cũng dựng một cái sở nguyện cầu rất lớn trong lòng mình, trong tâm trí của mình. Đi chùa mua 5 món trái cây sẽ cầu được 5 việc thì mới đem cúng dâng cho Phật. Phật Ngài đâu có hối lộ gì đó. Đó là thành tâm thì Phật đã chứng minh mình rồi, không cầu tỉnh. Ngài là chủ tuệ, tất cả chúng càng hôm này một hạt cát một mãi lông không thoát được, đừng xin nữa. Mà ta thành lòng đi được, Phật đã ban cho ta không hết. Từ việc Phật đã ban chúng ta ăn không hết, của Phật, của Phật ăn hoài không hết, của phàm đời quý vị lo mãi lo để chất chứa, để dự bị, để còn đó mà sẽ nói. Còn của Phật không thấy không có mà quý vị ăn hoài không hết. Quý vị hiểu chưa? Nếu vị nào có thương bần tị bần nghèo này thì ráng cố gắng tiếp tục cuộc hành trình trở lại đi, đừng giao chiến với ma nữa. Quý vị có tài của Phật sẵn rồi, có phải vậy không? Tiền của Như Lai, Phật Tổ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Thầy, Đức Cậu và tất cả các nhà để cho quý vị đó. Của Phật quý vị đem giao cho, của ma trở thành ma chiếm hết rồi, thì làm sao chúng ta sẽ mang được trở về Phật, mang những gì về Phật? Quý vị hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì xin tha thứ cho tất cả bần tỷ, đừng cố chấp nữa như chưa quý vị đào tâm. Chúng ta một Phật, một ngôi vị, một ngôi trời, một ngôi trời, một cõi Phật đó quý vị, thì quý vị sẽ đáng cố gắng. Lời nói của một người bần tỷ thô sơ đạm bạc không ra gì đâu. Nếu quý vị nào bỏ đi một thời gian đừng xài nó, ngày sau quý vị thấy cho đừng lẫy khắp bốn biển năm châu hoàn cầu thế giới mà
vì bần sĩ nghèo tiền, nghèo bạc, nghèo tất cả, nhưng chân thành Bồ và đức tánh và bổn ý Như Lai của Phật không nghèo, và kinh điển pháp ấn chứng của Phật ngày hôm nay. Bần sẽ nhận lệnh rồi thì bần sẽ vào tất cả. Kính thưa quý vị, bần sẽ lo trưởng quản thiên đận tất cả đồng bào anh chị em nghèo khổ, bần sẽ cho trở lại. Nghèo khổ đói thèm khát đức hạnh không có, không có một sự trong sạch lành tốt đẹp, đó là nghèo đó quý vị. Còn quý vị hiện giờ này ở lầu đài cung sang điện ngọc, quý vị có biết không, tường gỗ xa xôi, quý vị có kẻ hầu người hà, có kẻ tớ người cầu, thì quý vị có thấy là cô đơn đâu, nhưng mà quý vị đã cô đơn một trời. Các ngài, các vị Phật đâu có đến với quý vị đó, vì Phật đã lìa bỏ cung sơn địa ngọc, Phật đâu có ở lâu đài, Phật đâu có ở nơi cái điều gì của quý vị đó, Phật ở nơi cái chỗ trống sạch. Mấy chân trời vách lá ở rừng xưa thanh tịnh để cầu đắc quả độ chúng sanh, quý vị có hiểu không? Vì lẽ đó cho nên hôm nay bần xin thuyết tha ta tiếp. Quý vị đừng tưởng lầm rằng tôi sẽ tạo đó để thờ Phật đó, quý vị thờ để tưởng tượng mà thôi, chứ Đức Phật Ngài đã ngự trị lòng mình từ khi mình đã có. Con người thì đã có tâm tánh Phật rồi, cho nên hôm nay còn bần khổ gian nan chống núi đồi xa xôi dịu dợi một thân một người một gian cơ này, nhưng bần thấy bần sẽ được ấm áp của Đức Đại Từ Bi gia hộ hằng ngày, các đẳng cấp của Ngài cùng là Bồ Tát trực tiếp gia hộ bần. Bần thì không quạnh quẻ cô đơn đâu, cho nên hôm nay bần muốn làm sao tất cả chứ quý vị được sự trợ lực của Phật Pháp của các ngài là vĩnh viễn không ai sò mỏ đến, vì bảo vật này của Phật rồi. Còn quý vị trưởng quản những tiền của vàng ngọc châu báu đầy tất cả, quý vị có biết nó là một con sống độc mãn xà dương chưa vậy? Rồi tôi quay lại cắn mình, nó sẽ té mình, nó sẽ cho mình ngấm ngầm độc dược đó. Ta cũng có một phương tiện nào mà cũng đừng đắm đầy quá như chú quý vị đã. Cùng tất cả anh em trong tín đồ Phật giáo, bần tị xin thiết tha đôi lời thần bay. Nếu thương bần rồi thì cứ đi lại cuộc thiền nhân. Lòng tự ta đừng có phúc bấn phân, lo tu luyện để cõi hồng trần mình xa dân. Câu kệ kính giờ này đã trong chân, trông như hoa trắng tở như ngà, diệu pháp này gió như Đức Phật Thích Ca, Như Lai Phật Tổ hằng hà di diệu pháp. Gia hộ cho bần xuống đây để ai có cơ duyên căn tiền sẽ gặp, để giao lại cho quý vị được nhờ khỏi bị gió tấp mưa rơi. Cuộc hành trình cao cả tổ thất sớm, người không hiểu rồi mê đờn mê quyền. Ta làm việc cho Phật đấy, ta thành tâm cầu nguyện. Nếu dân chúng ăn cư lạc nghiệp rồi thì ta hãnh diện tiêu đô. Giờ đây người mãi quán thù, ta còn ở lại phiền tu bớ trần. Cố tu tịnh để hơn nhàn cân ngọc lượng, giờ tịch thân sao vui sướng vô cùng. Đảo đời ơi hãy nẻo ráng hòa chung, một nhịp thở một ngày cùng một coi. Công thầy tỏ điểm trường mong mỏi, ta giải bài lệnh cho hào quân. Tại người con mãi tư sáng, ta ngồi không được lạnh trang lâm phàng. Phải thương xót, phải cố làm việc thiện, để hỏi mấy dòng ta trình diễn Phật dương. Người tu chánh chánh đường đường, đừng còn ngỗ nghịch hùng
cường đâu nữa. Lịch sử Phật đừng quên thông suốt, thì phải đắc thân kết cuộc quên tàn. Học phải hành đừng giả dối ngụy trang. Đối với Phật phải từng nhịp nhàng thơ mơ. Nơi cõi thế chúng ta cả nở vừa tu hành vừa trí nhớ tuyên xưa. Tiếng trời nay nọ ta đưa bằng nghèo hồi hút sớm đi chưa đứa đời. Nếu thương bằng đừng rời vẫn với nghĩa. Nếu thương ta gắn trồng trĩa giống như lá. Nếu thương Phật thầy rồi kinh kể xóm hằng ngày. Chuyên tu niệm đừng phai lời thầy dân. Ta nghèo khổ đâu gì ta tặng. Giao kinh đề là bạn nhắn phương xa. Nói gần kinh kể năm nay. Ráng về hướng lánh Phật Đà Nam Phương. Ráng hưởng được Đức Di Lặc Phật Dương tại thế. Ráng mà tư diệu kế tha phàm. Ráng diệt lòng đừng để tham lam. Ráng của chúng đó là nhà lắm nhân loài. Ráng hy sinh dù ta làm tôi mỏi cho Phật đi đường. Rồi dạ sáng chối nào quay. Ráng lo đừng nghĩ của miệng. Mình ngồi tình diệt bộ đoàn Phật. Đạo hiểu được đạo bất phô trương chân lý. Bần hiểu rồi bần chỉ lại người chưa. Sớm hôm chịu khổ nắng mưa bồ đề che chở. Rồi buổi chiếc chưa bần hai. Cố nghe bần đạo lý. Tất cả ấp tốn nguyện làng xa gần cũng vậy. Mà các nước ngoại bang cũng y như mình. Tôm hôm trong cuộc đăng trình. Cho nghèo thầy đời yên minh phút cùng. Nhớ nghe, lịch sử kia đạo cùng là cấm bản. Đạo là gương một hoa tàn vàng dài. Đạo của thầy sớm báo chẳng cố phán. Gần nghĩa lý hằng ngày cho vàng. Nhớ bằng dặn gương lòng mày cho bén. Chặt tà thần nó lóng lên bên trong. Việc đi rồi mới thoát dòng. Mới hiểu rằng ta nói biết lạc hồng là ráng sửa đổi đi rồi ngày mãi mới thấy. Ráng dọn đất mình để trồng cấy cho kịp giờ. Cả không gian vẫn lặng như tờ. Ta ngồi tình biết không gian mịt mờ đây sắp tới. Lực thiên điều đổi đi lập mới thì hỏi lại đời có hiểu được hay chưa. Hiểu rồi sớm muối chiều dưa. Nhìn đi cho kỹ ta còn chưa an nhẹ. Thượng đạo pháp quý hàng về Phật. Thượng tiếp trời, thượng hiệp với mấy thiên cơ. Đừng tu để đó chờ giờ. Thuyền môn biết cửa rồi cuộc thi thơ biến dần. Đồng đạo cố gắng tu đi rồi tay lần chuỗi hộ. Việt Nam bán là rừng cột của nước nhà. Tuy bây giờ quỷ đạo đã ở xa bần thay mặt. Để rồi ngắm ngã vàng chỉ. Bần thay mặt này để không phung phí. Đem giáo ở truyền bi lì cũng thay. Để người trong hay lại người ngoài. Hiểu đi rồi cố gắng ngày mai
tơ hành. Nhớ đạo của thầy đạo lành là căn bản, kể từ đấy mình chiếm bản bỏ thù. Khổ với nghèo mình nghĩ lại xa tu, muốn siêu thoát thì cần cù thân già. Nghịch tiền đời nay ta ráng đi, trả cảnh nghèo bần mà câu cả tim. Ta nghèo ta chẳng có sai, tình đi tuồng coi hội ngày mai lập đời. Nghe bần đi tất cả quý vị khắp nơi, lời này đáng tịnh dưỡng để sống coi đời lỏng quá. Lời này gần lắm không xa của bần cùng thiệu thiết tha liên trường. Nói cho biết mình mất tình thương dân ấy, nói cho dành để hối cải ăn năn, nói cho người việc cảnh khó khăn, nói để biết sang bằng tất cả, nói để hiểu cái gì là quý giá, nói để thành đạo cả đôi đâu. Nói rồi ta phải khổ sầu, ta mang nghiệp viết trong bầu không trung. Nói để cho người ngộ đi biết đạo điên khùng, nói để người sống coi sấm nổ đùng đùng gần đó. Nói cho rõ để quý vị được bước lên nền thánh đức, nói cho người cộng nghiệp lực phải xa, nói để rồi biến thế cho qua, nói cho người sửa Phật Như Đà chứng minh, nói cho người tu để chính bước đăng trình, nói cho người hiền được hiểu để Phật cứu sinh kịp giờ, nói cho ai bước lên bờ ráng tầm lý đạo hướng của thầy, nói cho nhân loại được một tử sống dày đồng tớ chia tất cả giờ này nghiệp chúng, nói cho thế giới ba bên bốn được trung phong, nói cho đời về đạo và chung một nguồn, nói cho chúng sanh vui vẻ đừng có buồn để rồi sống sót bên tuồng lỏng qua, nói cho biết có quỷ biết ma biết ai tà tật biết Phật là nơi đó, nói cho rõ để ta tìm thấu nguyệt đạo, nói cho hiểu được rồi mới tính giống bão mưa đơn, nói ra đôi phút tâm hờn, hờn ai quý vị rồi hờn ai đi giờ, hờn đạo quả hay hờn phá cột quá nghiệp, hay hờn chúng sanh không thoát kiếp luân hồi để làm chi chuyển khổ. Người ơi đường sanh tử cuốn lôi mãi mãi, nói cho rõ người đừng có kể như nghe lời nói bằng hàng thì hái anh theo giang nguy lên hải xuống đèo nghĩ đi ai được chữ nghèo như ta, nghèo của Phật, nghèo tiên nga thánh chúa, nghèo tìm muốn nhưng bùng túa hao quang. Ta nghèo sự nghiệp gian thang, tâm ta như pho tượng ngọc vàng xa xứ, nghèo đất Phật ta về an tịnh. Còn nghèo tìm muôn phương phí cả chân thân, thấy chưa ba tánh hồng trần, cùng xuống hai mặt mấy lần biết không. Hôm nay bần thiện xin giới thiệu cho tất cả chư quý vị biết rằng ta đã xả thân vì đạo, ta sẽ xả phú cầu bần, ta sẽ bỏ tất cả thì tao mới được gì gặp Phật. Thì bần sẽ nói đây cho tất cả chư quý vị đạo tăng cùng năng nghĩ quý vị để làm gì nữa. Bao nhiêu năm tháng dặn dài thì bần tỷ đã lại được quá chừng nhiều quý vị rồi, mong quý vị tỉnh giấc hồng trần. Thì bây giờ này không có tỉnh giấc hồng trần như thế nào quý vị,
quý vị sẽ tìm hiểu ra. Trong một quyển ba này có một đoạn tỉnh giấc hồng trần. Mong Đức Phật Ngài từ bi hiện tại. Nỗi buồn nói chuyện thiên cơ, nói trong đời tục chưa nói giờ đời thanh. Tỉnh đi coi Phật Nam Thành, tỉnh đi rồi ba tánh chị anh mới được. Tình đi có hỏi thấy từng lập đi đời mà lập đạo không thường nghe dân. Mau mau tỉnh giấc chưa hồng trần, ta đưa về đến đài dẫn Phật trời. Tình đi anh chị em ơi, đây là bần khổ đem lời than gian. Mau mau tỉnh ngộ lên thang, tỉnh rồi mà ta bước lẹ làng dời chân. Mau mau đừng có tuân, nếu ta tỉnh ngộ còn hơn ngọc đèn. Chuyện trần ta cố bỏ qua, đừng lưu luyến nữa, nghe ta bỏ người. Trao sen của cải rộng dư kiếm rồi phước báo nhân từ lại thắng. Buồn đời nói chuyện lông lông, kêu trần mà tình giấc sai nồng chứ ngày xưa. Nghe ta con núi chiều xưa, ta huyền lặng lội tốn chưa đưa đò. Tỉnh máu Phật lại ban cho, hồng trần nhiều nẻo gai go gặp rình. Tỉnh máu bơ bơ chúng sinh rồi, coi Phật Pháp thần linh dự kỳ. Tỉnh máu coi Phật từ bị coi đời, mà lập lại chưa thời kỳ long gian. Tình mau cô bác gần xa tù đầu có kịp với nhà nhà. Chúng sanh chưa tình trần mơ biết cảnh hôn tâm. Bể buồn mà ta dẫm mơ cứ tan tầng tiêu tao. Tình đi đặng có dội sao ta ngồi ta lượm kiều mau chứ dân tình. Tu không có kịp chúng sanh đi giờ tự đổ cho mình chứ đổ tha. Tỉnh đi cô bớt gần xa kỳ này con anh đối là mơ năm châu chứ ta buồn mà nói chuyện đâu đâu. Tại người mà chưa tỉnh chứ ta sầu biết bao. Phải khi tỉnh giấc ngày nào thì là nhìn thấy phóng hào chư Phật như tại người còn mãi chưa hùng cường. Làm sao Phật mở chưa hội trường tâm. Nghe ta ngọc ngàn cân tỉnh mau ra tánh chưa hồng trần chưa sắp nguy đừng lưu luyến nữa làm gì. Bỏ đời mà về đạo của mi sau này. Nếu ta muốn gặp chư Phật thì mau tỉnh giấc canh trời học chân. Ráng tu bận nói nhiều năm bây giờ cách xa thúc tập lâm chư đọa đài. Nói đêm nói than nói ở ngày, nói mãi chứ nói ở hoài mà như kẻ giận lắm. Thương ta đừng có bấn phấn, ta đang mà cầm một cái cân công bằng. Thương ta đừng có chứ cọc cần, ta đem mà giáo lý chứ thì dân cho người. Thương ta đừng có chê cười,
thương ta mà ta chẳng có biết lời đâu. Thương ta phải rõ chứ đôi câu ta ngờ bốn biển chứ lòng ở châu kia kìa. Thương ta cùng niệm mau về thức trần đồ hiểu ở đạo không chia cách nào. Tình trần bơ bớ đồng bào tỉnh đi một đất chưa ngạc cơ nào gai gió tỉnh chưa Phật lại vang cho hồng ân mà lần cuối viết cơ đò của Phật. Thiên nhân chân chánh đường đường kiếm này ta lại bộ trương dạng dài cú huy tận thế ngày nay tỉnh cơn ác mộng mà trần ai cho. Ta chiều gian dậy núi đồi nghe đi đừng bỏ chứ nỗi ở trôi cấp bờ thì giờ này không thiếu gì chứ Phật trời mà sắp đổi cho vậy thì bãi đổi đêm đổi tháng chứ đổi ngày đổi sông đổi biển mà trong ngoài chứ đổi hướng. Đổi chiều gian ức tường muốn rồi là phải đổi cõi là tuồng ngu tư chứ lặp lại mà đời Phật chứ trong mưa thì lặp đời mà thương cổ mà đại thì lắm. Tình đi ba tánh gần xa lời này bằng khổ chứ thiết tha quân tàn. Tình đi đừng nghĩ cho lo già để đâu mà mộng mơ điệp được hình tài. Sát thôi tỉnh đi thấy bản đồ thôi thấy ta mà giáo qua đạo chứ trời trời bước trần. Tỉnh đi đừng có chứ đơn phân dù điên khùng khiếu với lần dần lẫn dặn dài. Tỉnh đi rồi biết chứ ngày mai tỉnh nghe tiếng sấm chứ lâu ở đài gần ra chứ tỉnh đi tiếng sấm nổ ba mà tỉnh đi cô bác thì nhà nhà tỉnh chưa chứ tỉnh rồi chiều trận mây mưa dặn dài như vậy nhưng chưa chứ sao này. Tỉnh đi gặp Phật gặp thầy tỉnh trần mới thấy giờ này đổi thay. Tỉnh đi mới thấy Như Lai tỉnh đi mới thấy nằm ai thế nào. Tỉnh đi cô bác đồng bào tỉnh trần rồi thấy dũng ao cơ cầu. Tỉnh đi quyền diệu thâm sâu tỉnh đi rồi thấy địa cầu héo khô. Tỉnh đi ta lại bài phố tỉnh rồi mà mày thấy cái tam đồ nát tan. Tỉnh chưa cô bác tốn làng tỉnh rồi nghe tiếng lẫn bàn đôi câu. Tỉnh đi rồi hiểu cảnh thâu tỉnh đi rồi biết bể dâu không đường. Tỉnh trần nghe tiếng chứ du dương nghe tiếng Phật hát mà thường thường không dám chứ tỉnh đi coi Phật chưa mở màn coi thầy mà khi quả chứ cung đàn lung lai chứ tỉnh đi ba tánh trong ngoài. Ta kêu mà ta réo mà ngày mai chứ hết thì tự hành đừng có sánh bì cần ta thức tỉnh vì việc gì không cần. Tỉnh đi rồi thấy chứ Phật thần thấy xa rồi lại thấy gần thấy hơn. Bây giờ chưa tỉnh chứ chưa si mà làm sao hiểu được tùy đi chỗ nào. Ta đây đón ngõ nhân rào người không biết được còn ào ào chữ ta. Chữ rồi mất thảm chứ phải xa chữ đi đâu có gì ta chút cơ nào. Kính thưa ba tánh thì đồng bào bần nghèo sơ thoát mà việc nào lại muốn. Bằng đi mà lại tiếng tô xin tô viết những công phu công trình bằng tô bằng chẳng âm tính nhưng mà xin được xin tình Phật tiên tình tô viết dễ khắp miền trong mày cũng dễ buồn điên chứ nghĩ rồi từ này tỉnh giấc dân nói tỉnh đi rồi thấy nổi chỗ như bèo tỉnh đi rồi rõ biển nghèo tỉnh rồi rồi thấy ta chèo thì nó tỉnh
đi ta lại chèo qua rước người tham dự long qua năm đường tỉnh đi rồi thấy Phật dương ta đây chánh chánh đường đường không ngôn tỉnh đi đừng có bên trong tỉnh đi rồi giữ linh hồn ngày sau tỉnh cơn ác mộng lòng bao thấy rồi một giấc chim bao lạnh lùng ta là một đạo linh hồn bóng mây bốn biển mà chập trùng vô biên ta đi ta mãi khùng điện nhưng ta lãnh định hoàng thiên lâm trần khùng điện đăng khải đần đần khải gỗ khải đần bốn biển ngâm châu đần thiêu ba tấn trần thâu biển đần ta khải bể dấu không lường đần thiêu khắp phố cùng phường đần thiêu rắn nhẫn rắn nhường khỏi như cái tiếng đần giang cảnh lâm ly đờn kia thất phật từ bi dặn dài đờn kêu ba cánh trong ngoài vẹn niềm chung thủy gặp ngày long qua đờn kêu diệt quỷ tà ma đờn kêu thức tỉnh nghe ta đau đờn đờn kêu đừng giận đừng hờn đừng buồn khi bố phân thần đậu dân đờn kêu đừng nhiễm phụ minh tăng mình tu đừng có bận thân làm gì tiếp tục hành giả mau đi đặng mà ta cứu giang nguy trận này đờn kêu tớ lại ta thầy đờn kêu cứ dũng bùng lầy đêm lên đờn kêu ta chẳng tự tên nhưng mà ta lập nỗi đờn được thôi đờn kêu ta chẳng có ngôi khắp miền mà ta ở mà nổi trôi bốn bờ đờn kêu đừng có chữ ngờ tới đây rồi biết hiện giờ nghe hôn đờn kêu gió tụ càng khôn kỳ này tan hay rã phát hồn ra cho đờn kêu ai gọi ta cho ai xin ta thương mà ai lo ta cần đờn kêu rổ rổ chưa đờn đờn ta đi đứng ở phải chưa đờn thần trung minh đờn kêu đám quỷ ma tinh có đầu rút cổ chứ chúa minh sức rồi đờn kêu cái thứ bằng tôi mau mau mà cải hối cho rồi tam quy đờn kêu đâu có chưa gì gì ta cùng ta cải tì tì tiếng đời đờn kêu ta chẳng có tần trăm ngày đã mới thất sơn ta về đờn kêu thay nổi ê thề đờn kêu ba thánh muôn bề đỏ chưa đờn kêu sắp mê đến mây mưa cuộc kỳ gần mơ chứ sớm đi chưa gần giờ đờn kêu ta có đôi lời kính mong mà tất cả chứ xa vời hiểu chung đờn kêu có đạo điên khùng đờn kêu mây kéo chập trùng án ngang đờn kêu phật gấp mở màn kêu dần kêu thoáng kêu làng tỉnh chưa tình cơn ngắt mộng sớm chưa tỉnh trần mới thấy ta đưa tiếng gì đờn kêu đôi khúc lâm ly tiếng đờn kỳ diệu u uy trần đời đờn kêu phám kể người ơi kêu hoài kêu mãi đôi lời của ta kêu trong tiên lý ngâm nga kêu hoài đôi dài gian tiếp tha gian về đờn kêu sao có gặp bây giờ mình chịu cái cánh này ta sống đờn kêu khắp đi cả cũng trời trên trên mà tưởng phố lặp đời cô nhân đờn kêu đừng có băn khoăn ở nên thần trọng mà chứ tha đôi lời của bạn chỉ bằng là người điên điên mãi là ta chớ ai điên thiết tha tha thiết kiếm mối gì điên trong chân lý cơ biến pháp điên nghèo điên ngủ giống mây xin cái tư cái gì trong đôi lời này bằng chỉ xin thiết tha lẫn gian cầu mong tất cả các bậc cố vấn đạo pháp và các bậc thiền sư cùng trong tâm giáo chỉ một xin tha thứ cho tất cả mọi người
cổ mình, vì xuất thân trong một thời kỳ này chịu quạnh quẻ cô đơn, mồ côi trẻ lạnh, vất vả lang thang, chân du phương lộ. Là một đứa con quan dài không ai nhìn nhận hết, nhưng mà ngày sau mình cố gắng làm sao khi cãi tự dương, cãi đức ngọc hoàng thượng đế, cãi trời mà cố gắng làm lợi ích cho dân trời và xây dựng lại một ngôi trời không còn quan cảnh, để cứu giúp nhân quần chúng sanh đến thức tỉnh, để đem lại bộ máy thiên nhiên hoàn chỉnh cho đất nước, thì chắc có lẽ là trời không giết mình đâu. Xin kính thưa quý vị đáng cố gắng. Bần sĩ đã hiểu biết rồi. Thì nếu quý vị nào mà có thương bần sĩ thì nghĩ như là một người anh. Một người anh đã biết rồi thì cho một người em biết, để các em ăn năn hối cải, bóng quay về cội nguồn của mình, để rõ biết những gì. Chứ nếu mà chỉnh mãn rồi thì làm sao đây? Dễ dùng không nổi đâu. Có nhiều vị đến hỏi về chứ. Hồi lâu qua tận thế có hay chưa? Có rồi. Gần hay xa? Gần là gần mình đó. Có hay không? Có chứ. Vì vậy cho nên quý vị phải biết thận trọng và cố gắng làm sao ta được dự đại hội lâu qua. Ngài đại chứ không có tiểu. Hội là thần tiên Phật Thánh chứ không phải hội cái gì đâu. Qua là qua hết tất cả những cái sự gian khổ, qua những tai biến cơ hàng, qua những cái màn lót của nhà quỷ Atula, của khối trượt, qua phong ngào ngạt nở trời, rồng bay thượng múa nhảy trồng, giang sơn bạch ngọc mau đi đến, bá tánh đồng chung được sinh về. Cho nên năm nay á, thì bằng sẽ nói lên á, đôi lời này cùng chịu điếc điên, làm sao quý vị hiểu được. Cho nên hôm nay mình xin tạo bút ra thơ trong một kỳ này đã hết rồi. Bao vị Nguyễn Ba, ai là người cứu khổ cứu nạn, ai là người đại từ đại bi, thì quý vị tìm ra chính ta phải đại từ đại bi để cứu tất cả nhân loại. Ta bắt ái vị tha cho mọi người, ta khỏi còn thần tiên thần thánh, vì ngài nói tha giống ngài rồi đó. Ta bị tha bắt ái cho mình thì ta đã giống ngay đâu, ta cầu ngay để làm gì nữa đây. Ta ở đây mà hình như tư tưởng ta đã sang quốc độ cực lạc, sang bằng tư tưởng. Mong tất cả chư quý vị đồng đạo ở phương xa, ở đâu cũng vậy đó. Bằng xin kêu gọi Thích Tha Kỳ này, mong quý vị đã xuất gia đầu Phật đi đừng còn. Xin kính thưa quý vị xuất gia như thế nào? Xuất gia là liền tục bỏ hết rồi đó. Nơi gia tin gia nội của mình, gia đình của mình, tuy mình ở đó chứ không phải đi phải cầu đầu gõ mỏ chuyện gì. Quý vị có thấy Đức Thích Ca Bổn Sư có cả đội, ta ở đây mà ta sẽ không còn trách nhiệm, không còn tư tưởng lạc quan đi đến, mà để làm một cái việc đó trọng lớn của ta, cho đó là quá quan trọng của mình, ta phải nhiễm. Ta ở đây mà hình như không ở đây, còn sắc thể này, thân nhục thể này ta sẽ trả nợ một ít nào thôi. Linh hồn và tư tưởng ta lúc nào cũng cực dạng tiên phương, ta sẽ đưa nó về mục đích. Khi đó là ta đã xuất gia. Còn ta ở đây đây, ta tu mà ta sẽ làm chủ thể quyền hạn tiền của. Ta đã lo tính toán, ta đã mâu thuẫn, ta đã tạo lập. Miệng thì ta đã nói đạo. Thao thao bất tuyệt nói gì cũng biết hết tất cả, nhưng ta không giác được bên trong, ta không lìa được độc lụy trần gian bên trong. Ta còn mang một cái tư tưởng quá đẹp. Thì làm sao được đây? Cho nên là bằng nói với tất cả chưa quý vị, quý vị phải cần xuất gia đầu không? Cũng quý vị đầu hàng với giặc không à? Đầu hàng vô điều kiện, đầu hàng để sinh lên. Đầu hàng để làm một chuyện phương túy. Đầu hàng để người ta khen mình, ta tặng mình, ta cho mình, ta giúp mình có lợi được. Cái đó là quý vị đầu hàng với giặc. Còn bây giờ ta đầu Phật, xuất gia để đầu Phật. Thấy không? Đầu là gì? Đầu hàng. Thấy không? Phải quy y đầu Phật có nghĩa rằng cái tiếng đầu là đầu hàng tất cả, đã chấp nhận chịu đựng thọ tội rồi cải hối ăn năn xóm cầu về Phật pháp, phải không? Thì ta phải gian đầu để chịu đựng chấp nhận, chứ ta không nên đầu đầu hàng vô điều kiện của tất cả đám ma. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Thì bằng khổ điên khùng này nói một ít, quý vị phải hiểu nhiều. Từ giờ phút này đừng đầu ai nữa, mà tắt cái đầu Phật. Quý vị thấy bây giờ quý vị có tin được quý vị chưa? Không. Quý vị có biết rằng quý vị đang mừng một cái chuyện gì không? Mừng quý vị đang gặp Phật rồi. Quý vị thấy trong mộng cái Phật thực hiện. Thấy không? Trong mơ quý vị thấy quỷ.
trong bụng quý vị thấy tiên thắng, quý vị mừng quá. Xin thưa quý vị đừng có mừng, mà quý vị phải thấy quý vị thành Phật, tự nhiên cái thế này chân thân Phật hiện rõ ràng, thấy không? Như vậy mới được. Còn quý vị nằm mơ mộng mà thấy đấy là ma nó thử quý vị, nó cho quý vị thấy Phật đó. Rồi Phật nó thử cho quý vị thấy ma đó. Thấy ma luôn sợ lá làng, thấy Phật lại mừng vô hạn, thấy không? Đó như vậy. Mà vô tình thấy Phật diễn trong một cơn đó là ma nó đến quý vị đó. Quý vị muốn gặp Phật quá đi, nó cho thấy Phật đừng mê, thấy không? Mê Phật, thấy không? Mà không làm theo Phật, không y như Phật thì mê bụi đó. Quý vị sẽ trở về cái cảnh u mê, u tối đó thôi, chứ không thể nào vượt lên được. Không phải chúng ta không có mê được. Chúng ta lại tỉnh, tỉnh hiểu được, thấy không? Tỉnh dậy đi, đừng có ngủ hoài nữa, đừng có mơ hồ sánh nước nữa quý vị. Đó, làm quý vị gặp Phật. Chứ bây giờ quý vị thấy Phật sao hiện ra, quý vị đó là cũng cái ảo tưởng của mình. Quý vị phải thấy mình làm Phật, từ bi bác ái, vị tha cho tất cả mọi người. Tiếng nói đức độ rộng lớn nhiều vào, ta có tình thương dặn mất năm cho. Ta sẽ bình đẳng, ta sẽ cân công lý nghi thật. Ta sẽ dạng dần, tinh thần cao như núi, lòng rộng như biển, vị tha bác ái cho tất cả, không chấp, không quỳ hết. Tình thương này không thể ai săn bằng được, đó là thật. Ta không mê nhiệm, có cũng được, không cũng được, ta xem bình thường. Trước mắt chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng ta sẽ trực giảm đến cảnh nào an nhiên thánh tịnh, quý vị có biết được không? Nếu biết được rồi thì trực tiếp đi. Còn hiện giờ này quý vị chậm chiếm quá, còn mãi mê quá, xây lầu đài, cung thang địa ngọc của mình để tạo thành những vật vô tri vô giác đó, làm cho mình cái đọa khổ hằng ngày, phải đầu khổ nó để chui vô đó, để làm nô lệ cho nó, quý vị thấy không? Nó bắt buộc mình, nó thì vô tri mà nó còn sai khiến được mình. Còn mình hiện giờ tại sao làm có người có lý trí mà không sai khiến mình trở lại thần tiên Phật thánh? Quý vị nghĩ sao? Trong mức đường này quý vị cứ tiến bộ trực tiếp luôn, quý vị không thể nào chậm trễ được. Vì lớp học của quý vị hôm nay chậm trễ quá nhiều rồi, chúng ta phải cùng học để tìm về cội nguồn chân lý. Chúng ta sẽ thấy được mái tàu hóa này, thần dương địa cầu sẽ lập lại. Quý vị có thấy hồi hôm qua thấy mái nhà thánh đức, tàu là người đức rộng tài cao, lúc nào cũng thương xót chúng sanh nơi đó, đất Phật, nhà Phật, cảnh Phật. Đó quý vị có hiểu được. Thì hiểu được rồi quý vị sẽ đi đến bước tiến một, phải tiến bộ nhiều hơn. Nền đạo giáo chúng ta phải phát triển tinh thần cao cả, lý trí sáng ngời, không thể ai che phủ được. Dù một cách nào đi nữa quý vị cũng không được. Như vậy mới là kết quả. Còn hôm nay ta nói mà ta không làm, ta nói được mà cái sự làm nó mới khó. Giờ này ta không niệm Phật nữa, chính thưa quý vị, tại sao bần không lấy giải đạo, không cho niệm Phật mà linh quan niệm, ta không niệm linh quan ta niệm. Vì khi ta niệm ta phải có một cái linh quan cảm ứng khi Đức Phật hiện tiền. Làm như thế nào ta phải làm như Phật, ta không niệm mà niệm. Vì linh quan ta mật niệm thấy ngài còn khi xuân tiền, chưa nhập biết bàn ngài đã làm một cái hành vi như sao, ta sẽ giống như Đức Phật vậy. Ta đã bỏ gia đình, ta sẽ cắt đứt tất cả, ta tu, ta thích gia đồ Phật, ta thấy dòng cứu hộ, ta chán ngán đi. Chỉ thấy bao nhiêu việc đó ngài đã tu đắc đạo rồi, con mình không biết là bao nhiêu sự việc mà các ngài đã chứng đây thay đóng tịch diễn diễn ra luôn mà mình cũng không có hiểu nữa, thì làm sao đây? Cho nên sự giác ngộ của quý vị tập trí và quý vị biết sự khai ngộ như thế nào. Một bậc vị nào cũng muốn khai ngộ cho trò, một vị thầy nào cũng khai ngộ, nhưng thầy không thể khai ngộ cho trò mà chính trò phải khai ngộ cho trò. Có hiểu được hay không? Nếu hiểu được thì tự độ độ tha, tự giác giác tha chính mình phải tự khai ngộ. Khai là mình đã khai thông những nguyệt đạo trong lòng đất của mình, vẫn còn chỗ hư, chỗ rảnh, chỗ ô quý trường, chỗ như thế nào mình phải khai. Mình tự tạo điều kiện phương tiện cầm quốc giá để khai cho thông. Rồi hủy xả mọi người là mình đem những giọt nước trong lành để rửa gọi cái chỗ bận nhơ của mình. Thấy không? Quý vị thấy quý vị khai thông rồi. Không? Quý vị ngộ, ngộ là nhận những gì khổ khắc nhất trên đời này, nhận xét thấy cảnh bi ai này, nhận nhìn thấy nhân loại, phải không? Nhận không lầm, đó là ngộ là vậy.
nhận lãnh những sự vô tình thiết tha đau khổ nhất trên trần gian thì không ai làm được, mà ta đã nhận được. Thấy không? Ta nhận lãnh tất cả đó là ta giác ngộ. Còn cái này ngộ không biết gì hết. Thấy không? Khai ngộ, nói khai ngộ dù dễ lắm, thấy chứ gì. Thầy không thể khai ngộ cho trò và chỉ cho trò, trò tự khai ngộ. Thầy đưa phương tiện cho trò, trò tự khai ngộ. Thầy không khai được. Thấy không? Biết vị nào tự nhiên khai ngộ cho một vị đó thì chỉ có giới thiệu cho quý vị tự làm, tự có, tự ăn, tự đi đến thôi. Một nếu không đi thì do đó, nếu không thành do đó quý vị bị thiệt mà chứng lại bao khổ hằng hà. Cái gì có hiểu được thì cứ làm vậy thôi. Chứ bây giờ bần đâu có biết nói làm sao nữa. Nếu bần đã khai ngộ rồi, bần mới giác ngộ cho chúng sanh đó, như vậy. Còn nếu bần không có khai ngộ thì làm sao giác ngộ được cho chúng sanh? Mà giác cũng chưa được, phải ngộ mới được. Giác thì được mà như sao? Thành ra không giác mà không đem giờ tới bờ bến, vượt bỏ giữa đường thì quý vị thấy như thế nào? Thì phần khai ngộ hôm nay xin chúng tôi cùng quý vị đó là bần điên, chỉ như là diễn giải là đôi lời sao xưa làm bạc này dễ thương dễ mến vô cùng, để mong kính thưa cho quý vị vào tâm khắp miền an bang lạc quốc. Quý vị nào người trí đắm chi trước sau điều thiện, tâm di thầy đề. Nói chút nữa ta thề với Phật, ta xem người như bảo vật chân giao, vậy người có rõ đâu đâu. Ta đi bốn bể năm châu không người, đi khắp cả phố phường tiếng vàng. Ta là người một kho tạng núi đài, thảo nào bá thánh trần ai biết được. Khùng khiệu thấu lai vô cùng, cùng biến giết vốn dùng có mặt. Tiên chúng sanh lợn mặt đức ân, cùng xa rồi lại cùng gần, cùng phố cùng bần, tứ hải dây không. Rõ nguồn cội tổ thân hồng lạc, che bảo dông gió tạc cho đời. Vậy mà chẳng biết đời ơi, khinh khi trời Phật đem lời mắng dân. Thang đi chịu máu tràn như suối cùng, thấy rồi trong bụi heo khô. Lời này khùng đỏ bài khô, đắp cho trần trượt tô cho dân tình. Bằng những kẻ ăn xin khó chờ, tại vì bằng thiếu nợ chung sanh. Cũng đây phải chịu hôi tanh, dạng dài sương gió mà cạnh nanh tốn cùng. Bằng biết tự chập trùng sắp tới, biết vô miền thế giới năm câu. Bằng cùng rõ được đôi câu, biết đời an lạc cánh khô gần kề. Biết dân quốc tràn trề đỏ khổ, biết gần ngày Phật tổ văn lâm. Biết người còn quá thù cho nên phải đọa nhiều năm quỳnh tiền. Biết ai đúng cơ duyên Phật pháp, bần đưa về được gặp Như Lai. Biết người tỉnh ngộ hay sai, bần diều đến cõi Như Lai vô cùng. Bần biến biết giải cùng một cảnh, bần đâu còn so sánh việc gì. Bần nghèo thấy kể bần lý, phiên trong bát cánh từ bí đặc. Bần đâu có phất cờ cỡ ngựa, chốn núi rừng nương tựa chút vui. Tây phương thanh tịnh bần ngồi, chừng nào bát cánh hết vui. Dạng chừng lối dạng pháo đài gian lộ, bần vừa miền có chỗ có nơi. Giờ này còn mãi đã tới, bần chờ cơ hội Phật trời khắp ra. Bần chờ đợi long hoa thức lúc, bần chờ đợi kết cuộc ra sao. Bần điên sớm nắng chiều cao, thơ thi luận đạo dồi trao cho phàm. Bần điên giải không làm gian ác, bần xuống đây Bồ Tát ban cho. Bần đâu có sợ đế lo, bần nghèo vẫn lái đua đò chúng sanh. Bần đâu có nạnh tranh của thế, bần khổ đau chiếc ghế không ngồi. Ta lìa nơi chốn dân hương, xuống miền mấy kiếp mấy rồi biết không. Bần lẫn đẩn lông lông muôn thời, nguyện kỳ này trả nợ giúp dân. Giúp người muôn bụi tối tân, đưa về hưởng được đài chân Phật trời. Chờ đỡ đi đổi đời gấp lắm, chờ đỡ đi tiếng sấm nổ ra. Thay minh chúa thánh dựng tòa, chờ đi khùng dặn thiết tha lời này. Chờ gặp Phật tranh chạy quý vị.
trong khi chờ liệm trí cao thân, chờ đi rồi biết bối dân, chờ đi rồi hiểu đài thân Phật trời, chờ tiếng nói đôi lời ta dặn, chờ ta khuyên ta tặng nỗi đời, chờ đi Chúa Thánh gần về, chờ ngày ta dưỡng bồ đề cảnh tiên, chờ thắng gặp cùng liên luận vàng, chờ ta thân ta giảng ta liền, chờ đi ta chỉ đại dương, chờ đi rồi biết đi con đường ra ta, chờ gặp mê hội hoa đào gần hơn, trong khi chờ ta nhớ ngôi trường, thì là mỗi tật mỗi chưa, chẳng lo mà liền đi đạo sớm đi chưa mỗi lần, chờ gặp Phật gặp thần gặp thánh, trong khi chờ ta liền tránh phàm gian, chờ ngày nơi chốn thảo trang thuyết quyền sẽ lộ lĩnh bàn Phật tiến thị, giờ này làm thiền chờ đợi đắp bốn miền dịu dời xa xa, nếu ai chờ đợi lời ta thì về bình lĩnh ngâm nga đêm trường, phải thức dậy kiên cường nhẫn nại, phải nghe ta không ai phân ly, thì giờ chờ đợi mau đi Phật tiến đừng lập cho đại kỳ gần chờ coi núi tấm gà ngay, chờ coi tiếng pháo liền đài nổ vang, chờ coi lưỡi sấm đánh ngang coi bằng khung thiệu tình tan thế nào, chờ coi Chúa Thánh nghe gặp chào thế gian mà dân quốc chưa đồng bào tài năng, chờ đi mừng gió anh trăng mấy kia đừng ghét trăng sáng là trời đi lá tắm không tan, ta khuyên chờ đợi vậy mà nghe chưa, chờ chờ dẹp lên trăng mưa thì là phải rớt sớm đi chưa, tính tuồng thì chờ ít giảm kiểu chờ khi như vậy điên cuồng thổi tắm, chờ đức Phật Quan Âm ban phước đừng có chờ quyền tức sâu xa, chờ thôi Đức Phật Di Đà chờ về cực lạc chờ gặp Phật gặp thần gặp thánh, đừng chờ chỉ ta tánh điền, bây giờ chờ đợi ta tu cho chúng mà ta tu cho trần, chờ đợi ta tới lần tuổi một khi đỡ chờ đường gót nam đang, chờ để đừng thích đất tỉnh tan, đừng chờ gấp cảnh khó tàn, làm chứ chờ đợi thì gặp tuổi, ngồi chờ thì phải làm chi cơ bằng, đừng chờ đợi dần dần rầu ráo, đừng chờ con khó đổ của ngày, chờ rồi cũng lợt cũng phải thật ta luyện đảo trong ngoài trắng, ta chờ đợi giống dòng hồng lạc phải chịu cơn gió thật mưa đen, thì đừng có hãy buồn thần trong chờ bảo vật khách sơn kia kìa, nếu chờ đợi trên kia chắc gặp ta cho người được cái hiểu tìm đi, đời này ta đã cứu đi mau về gặp hội mà trường đi an nhàn, nếu muốn thấy dân làng đại quốc, nếu muốn xem bảo vật trên trong thì là nhìn thấy đông đông thất sơn màu nhiệm tình câu kêu kìa, mau chờ đợi cánh phía gần chiếc tiền trời ta lái đi hương đi thất sơn màu nhiệm trong mưa kì kỳ này bà khai mở quyền di sức nào thất sơn bao ấy đồng mi bao thất sơn màu nhiệm làm sao ta nhìn chừng nào Chúa Thánh cây minh thánh giang mà nổ thì trần linh biết ơn liền, nơi bãi núi nơi tiền thân cấm chốn pháp đài chiêu gắm tiêu hoa ngày sau đức phận dịch to màu đèn thức ra hiện kia kìa bất ngờ thôi,
vàng của Phật, vàng là tuyệt báu, vàng của tiên hùng hảo, vàng đó là chút tiền màu vàng, đó là cờ Phật hình tàn năm châu, đó cờ Phật không sầu không khổ, cờ của ngài Phật Tổ Như Lai màu vàng. Đồng không phải chớ nhào vàng hay bạc đi mà này bớ dân hết sơn bầu nhiễm thiên cần gắn về xem được cung mi thần cung mơ nhá nhảy nổi hỡi không xa nói cho ba thánh như vậy mà sống mơ coi không phải nhìn thấy vàng thôi đều là báo vật tâm soi thuốc cho ngày. Bảo vật đó là ai quý vị là người tu tu đại trí đại hùng. Ngày đó nó hào, phúc nó chập tí trùng, ta ngồi mà là ai trùng phùng. Học mà thiên, ta bảo vật trân châu dĩ đại. Ta ngồi đây ôi hải sống mơ. Bảo vật là vị tu cao, thành chánh quả ngôi sao sáng, đó là vật cứu đời của chúng, là chân châu mã não xa từ hai miền đất địa phước dư sắc sang màu nhiệm vô tư biết ngày chúa thánh mở tiền sơn báo, ta giữ lòng giữ đạo toàn nguyên bảo vật chúa thánh tôi hiền, ta đang mà nhìn giữ tiền trong đồng sơn màu nhiệm ta trong cái vườn mà cơ lộ lưu dòng thi dân, nếu muốn thấy khó khăn mấy được giải thích sơn ai được, tao nhìn cũng như ông sáng chẳng tình nói đâu mà bỏ đứa cái nước đó mà của mình rồi thầy, ta mất cho bồ đề gần nhà đó, ta chỉ cho bản thở thấy ở đây thích sơn chiếu rồi thoát cửa này năm châu mà bốn bể chứ trong mà ngoài rung rung thất sơn sắp đi nổi đại linh chiếu trong mà vạn quốc nam mà đừng bớ dân thất sơn mà ta nghĩ chưa đắng cần đưa người mà xa phú chưa cầu bằng tình yêu nơi cạnh đó chứa hiền sắc nướng tạo pháp đài đang ngồi giữ sử phân lâm qua đại hội chưa ngày gần họp cùng mà sơn bóng đại thần tôi cũng thay pháp sơn là chỗ pháp đài cũng là giữ chính chứ cần ai kia kìa hiểu ai thức dậy tâm kia lo bề mà luyện đạo rồi về khi pháp sơn. Ráng nghe ta đừng hờn đừng giận mà đáng nghe ta đừng bận làm chi, ta là người xuống thế cứu hoa huy thất sơn mùi chuyện về tình đi bố đời tạo khai mở tới bời tất cả khắp cửa ngoại ba hối hát chưa chạy về bị sao thiên tử chưa chẳng tê quỷ tiêu mà đời mạc chưa nặng nề làm sao ngày chúa thánh lâm trào không dễ cảnh thất sơn đất đế không có sao thiên tử đế dương không nào mà xuất hiện cái muôn đường rạng soi họ tưởng là vàng soi của ngọc nào đâu là bạch ngọc chưa thấy nay là đó là chỗ cung ngay của ngài xuất hiện là ngài Phật tiên thất sơn sao nói chưa đại năm châu mà bốn mơ bể đồ điểm đôi cùng ở đâu đông quá mà chập trùng kéo về ô thấy từ trùng trùng thiết minh sau đây chưa thánh chưa thần linh mà lập đài lập lập tỷ đạo cuối sinh trần đời sống để coi trần ngói kéo yên sống để thầm miếng ruộng di là bất tên bố pháp là ta ta là mà giữ cửa cho khổ đàn cho năm châu ta giữ cửa nguyệt thâu đại đạo ta giữ là hết đi bà.
báo đàn có những gì quý báu trong giờ ta đây mà giữ ấn chứ giữ đời chứ của ai nói cho rõ hơn vua lầu ta giữ đây chịu chuông từng phần đáng về giữ mỗi tháng thần thích tháng bầu nhiệm dần 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 hai chừng nào núi ra đá làm hay thì là mới thấy một phần dài hiền ơi chung chưa tiếng sấm trùng trùng có dịp ráng đầu tu mất kiếp khi uống ở đời nghe ta đừng có người ơi lợi danh danh lợi mất đời làm sao gần chỗ thánh lập đạo quá nghe gấp giải thích hơn thích gặp người kia tiền nếu ai tỉnh dậy canh kia thì đã cố gắng chỉ kìa cận bên đây tiếng quỷ gian rền bỏ chạy ba thánh gian nguy hại vô cùng cấm gian là nó đừng đừng biến hình cầm thứ bục tùng mà ra cho ai của phật phật lo yên nghĩ ổn rồi ai quy căn phản bổn đi phản hồi ai người lãnh cảnh vẫn tồi cứ về mà cửa thú cho rồi chưa quên nhà lại con của phật con ai lý giấc con của ma nó bắt dốc đâu kỳ này để một hàng thấu ta cho mà người biết rắn đầu nghe không ma quỷ dẫn linh hồn chôn nhốt còn ai của ta đường cột có bốn sơn thì là đừng có buồn hờn nghe ta rồi bỏ hết tình con theo này hết sơn tao nổi chưa lâu đây cảm thương mà các nước chưa trong ngoài chưa gian đăng hết sơn sao nổi đại thần làm cho các nước hơi xa gần từ đông đến nước ta chúa thánh thay đình lập đi đời mà thương cổ nhiệt tình kỳ ân đại phật chuyển có ngàn cân ngọc lượng mà thiên cái sinh xuống vô cùng bây giờ chịu ánh chập chờn khổ đau một chút nữa thì hưởng cùng với năm mơ châu ngày sau núi không có lầu cảm thiên đất nước chưa về hầu chứ nước ta chứ vua minh chúa thống lập tòa minh hoàng mà cai chỉ chứ nhà nhà an cùng mong di lạc chứ hạ thân ông là giáo chủ mà trên là đức ấm ông đích thế hiện thân quý báu pháp vô cùng dẫn dạo chứ cảnh tiên ngày sau lập lại đời hiền dân không còn não còn tiền chứ nghe dân giờ nghe ta đừng gần đừng râu mà ta lật coi khổ đổ nguyên trang chỉ cho ai phật ai ở đàn ai người của thánh mà ai vàng chứ của tiên chỉ rồi lại rồi khuyên đủ cách chỉ rồi bưng rồi sắc cho trần chỉ xa rồi lại chỉ gần chỉ ra gần mà cho chính cho từ thần tan nam chỉ cấp lã mà ông tham tan nát chỉ cho nhìn bồ tát ở đâu chỉ cho nuôi cấm quá đầu thật sáng bầu nhiễm chứ người đâu có an toàn ngày sau như tờ lọ có vàng tại vì mà phật ra hội trên đàn bơ dân mới sắp nổ gai thân gần mơ mơ tỉnh đi chỉ nhớ quần mai đắng mà xem núi ra ngay ngủ châu mà não loạn trong ngoài vô biên tính lại dịch đại tiên của phật tính lại dành nó dịch chân châu tính nhau lớp 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 tâu lớp quỳ lớp lại mà đâu chứ được đằng ngày không ngủ dần 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 đâu phải phàm mà bực chúa ngôi vì đó là linh đã rồi đài tiên của phật mà chỗ ngồi của ai của thanh chúa như lai có tầng
để chờ người bình đẳng ngày mai đăng về hướng được lâu đài vĩnh biên trường cổ mà ngày mai nhớ về lập đại quốc bình an dân chúng khỏi có gần dân chúng nghe chi chi hết cơn khổ não gian nguy lập đời thương cổ mà vậy thì bá gia nước ngưng chảy sang hà hết xe biến nước xuôi dòng xuất hiện linh thiêng cả kia dừng lại hiểm tiền duy kỳ thấy rõ vô biên chứ lạ lùng quét sạch hết chặt từng dơ bọn từng dẫn nam từng hớn rất nương rất cân gió trụ không mơ buồn bảy tầng mà sạch sẽ chỉ chịu buồn sắc sơ muốn thay đổi hiện giờ đâu dễ phải đổi thay lấp bể không đường bởi dân ấp phố tình thường nghe lời ta dẫn đoạn trường tiếp bao phải siết chặt cùng nhau nói nghe tiếp phải chung lo tu kiệt muôn tàn thì là mới được thế an sau này Phật hỏi trên đàn luận mây Phật cho đó có thầy chấm điểm có thần tiên đi kiếm người hiền ngày sau vô lượng vô biên gần rồi chùa thánh nhớ phổ tiền thịnh cơn sao bảy núi thất sơn ngàn ngọc giờ hiền nhân cực nhọc chết sao về giữ được đại ly lưu ly bạch ngọc thiếu gì trần châu có xa cờ nó lót thảm đi có biết chưa thông cảm dần dài ta ngồi trên chốn cung đài trăm qua mà ngàn lá từng ngày chưa nở thân như thấy đó thanh tâm mang lạc có rồi chim ca hát khóc thì đài tiên có phật cũng đi sao người dân hỏi hết đi dân tình đâu có sự chói rùm vật giả nghiệp quan tường hết cả phân mang thì đó ta được dánh gian nghe kinh nghe để phật người đàn đau dân phải dịp bỏ đằng tính giới thì mới là mới thấy rồng biên tỷ này chưa thánh vì nguyên gần kề mà ba thánh vô biên chưa đặt lùng ta là đảo điên cùng kiếm tiền vừa nói đây Phật hiện toàn thân đặng mà kiếm đáo ngay gần thôi về ta dẫn hơn ngàn tấn ngọc ngàn bằng sĩ đau khổ thiết tha ý không nói mà lộ thiên cơ thì chết cãi trời cãi được thiên điều rồi vì thương chúng sanh mắc nợ đồng đạo đó vì vậy cho nên hôm nay đó bần khổ xin thiết tha đôi lời căn dặn chư quý vị đạo tâm rắn tu chưa kỹ lưỡng kiệm việc về mình trình tự hành giờ phút đi đứng nằm ngồi đừng quá lơ thôi chỉnh bản thì giờ lại gấp lắm như chư quý vị đạo tâm tu không có kịp đó mong quý vị thần trọng một đôi lời nói trả nhờ mở khẩu ra còn đức độ là kia ác khẩu giờ ta là thần khổ không còn nghiệp khổ nữa như chư quý vị đợi rút ngắn thì giờ không có kịp nữa đó canh kia là gái rồi thấy chư quý vị canh ba rồi bóng đấng hạ chiều tàn quý vị có thấy được hay chưa mong cầu tịnh tài chư quý vị khắp bốn miền bốn biển năm châu cùng là anh chị em chỉ có một mà thôi ráng ngoái đầu về đừng phá vỡ bộ máy của trời đất nữa đừng đạp xuống lòng đất mẹ xuống đầu mẹ mình đừng tung trong lòng đất mẹ đau khổ bà mẹ đã cứu mang mình vì vậy cho nên hôm nay nếu chúng ta còn mãi mãi đi đến một cuộc chiến tranh giật vượt tranh giành bả địa chung dân đời ăn uống tiền tài vật chất sự sống còn chăng giả thì ta vô tình phá vỡ làm cho cha mẹ ta buồn thì có một trận đòn roi sắp tới đây khủng khiếp mong tất cả đoàn em và tất cả các người nào chưa hiểu được hoặc hiểu rồi mà còn ngủ quên trong một chiếc nồng say thì ta là người hấp thụ kêu gì thức dậy mau tỉnh trần thức tỉnh thức dậy đi quý vị để được nghe ta không thì quý vị cần biết nghe chứ phải nghe không ta đâu có dành quý vị ta làm thầy ta là bậc thùng chịu ta đang nói quý vị mà ta được hấp thụ tất cả mọi sự dặn dò cũng như cái tô canh nấu một ngày rồi lạnh mẹ bây giờ ta đã nấu lại cái gì ăn cho ngon là ẩm mắt được gì chơi là như thế nào như vậy thôi nha đó như vậy cho nên hôm nay đó chính là kỳ giáp
bị đồng nào đắng tôi mau kệ kệ, không có kịp rồi. Sống cái bữa dặn dạ. Đò nhiều chiếm chót hỡi người ơi. Chích chích mau mau để kệ. Thân ta dứt dạ mua nhân loại. Chịu nhiều cảnh khổ quá tạm. Có gì biết không? Vì vậy cho nên hôm nay đó, lời quý khoa này kêu gọi cho tất cả anh chị em, cô bác, thầy tháng. Đừng bắn nghi đánh tính, đừng tính toán điều gì nữa hết á. Quý vị có biết ba cái cửa đề lao nhớ cái gì không? Một là ẩu, hai là tâm, ba là thân. Nó nhớ quý vị chết rồi mà quý vị không biết cái gì ở tù đó quý vị ơi. Bằng khổ nó thấy cái gì ở tù thương quá này, làm sao cưới được phải không? Bằng được phóng thích ra rồi, còn quý vị đang ở tù. Vì cái cửa đề lao ốc tiếng quý vị tính toán hằng đi mà ngủ không được cái nhớ quý vị nữa. Sợ thua lỗ, sợ ít nhiều, sợ đủ thứ, thấy không? Đó là cái bậc sang cả đó. Còn cái bậc nghèo nàn, có tâm lo lắng sáng nay người ta lớn chữ mình chứ nợ cái nần không con nhưng nó mà. Không lo cho tất cả những được sự gì chết rồi ngày mai đều lao khổ. Tâm lo lắng mọi điều kiện suy nghĩ, sáng đến tối ngày quằn nặng đau khổ. Đau, không thức uống, đói không con ăn, sáng đất nước không đừng lo bệnh gì biết khổ, khổ tam đồ gì khổ chưa? Vì lẽ đó còn thân này đã nhớ quý vị. Quý vị có biết không? Căn giả ăn mặc sang trọng dê dước hằng ngày nuôi, no mập béo phải sanh ra điều độc ác để có mạng. Mà uống, thấy không? Mà đem vô cho nhiều cho mập mập vị trí. Quý vị có biết không? Một là địa ngục đó cũng là địa ngục cho cái thân của mình, nhốt cái tâm, nhốt cái thân, nhốt cái óc của mình, cho tiếng của mình có nghĩa là như vậy. Rồi nghĩ khi ta đã cứ lang thang nghèo tàn nghèo tận như thế này thì làm sao vậy? Quý vị có biết được hay không? Thì thân tâm đều quý vị thì bị ở tù hết. Đó. Để tranh giành đoạt lợi nè. Thấy không? Để sai khiến cái thân, cái tâm, cái người này làm những cái chuyện bạc ác nè. Quý vị có hiểu được không? Vì từ đó cho nên hôm nay đó, bần khùng khiệu quý vị đừng hỏi. Mà bần có quyền hỏi quý vị gì quý vị học. Hỏi sao siêu thiện đạt. Thần văn học văn hóa quý vị, nền văn minh quá hiện đại còn bần cùng lì sống với một xó tối. Một xó tối với cảnh đời, một nẻo tắc âm mưu với một khối vực này. Bần chỉ còn sống một linh khí quan của Phật thôi thì bần hỏi cái gì chứ cái gì không được hỏi bần. Vì hỏi bần những việc cũng bình thường quá làm sao ấy. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ trong sự việc bần khi tiếp tục một lời nói không giả này. Đẹp. Đặt thành bài lô tô có đánh hay không? Đánh chứ. Lô tô ra phải đánh chứ. Kỳ này bần quyết được đánh cho thắng chứ không có bại nữa đâu. Đây, bần sẽ kêu bài lô tô rồi dĩ nhiễu quý vị. Nếu thua kỳ này bần sẽ nghĩ nó không còn đánh nữa. Quý vị có biết không? Bữa nay chắc chắn khùng thắng được rồi. Con cổ khùng rồi, sắp từ con số. Cùng nguyện nghiêng cổ đánh trận giặc lòng. Đánh bạc người thần trong mong đất thăng. Chắc rằng hiểu đặng chẳng có chơi vơi. Cùng nói một lời, bà con nên hiểu. Đừng có cách tiểu ôi hỡi cũng ra. Tiếp tiếp tha tha, cùng điên còn dạy con này đánh bại tiếp tục con kia. Đánh sáng đến khuya, đánh chiều đánh tối, đánh cho nó thối, nó chối đánh luôn, đánh kiệu, đánh buông, đánh cuồng, đánh dại, đánh cho nó bại nguy hại cả rồi. Đánh núi đánh đồi, đánh cho xuống biển, đánh cho giam tiếng lừng lẫy đông phong, đánh tới cộng đồng, đánh không có nghỉ. Ta nguyện tịch chỉ đánh bạc đánh bài. Lô tô hằng ngày chờ thôi con số. Ánh trời rừng lố, ta ráng ngồi chờ. Chờ mãi mịt mờ cũng chờ cho đạt. Vì ta thua cờ bạc, thua hết trăng tài. Thua đêm thua ngày, thua dai thua dẻo. Thiệt là nó khéo, bền dẻo vô cùng. Nó có anh hùng, hai ta anh dũng, nó có lên núi, thì ta cũng tốt tươi. Nó có đương đường,
thì ta tự thâm, ta lo chịu gấm đặng có cháy đàn. Ăn của ăn vàng, ăn ban lạc quốc, ăn tài ăn vật, ăn kết nơi đâu. Nghe rõ đôi câu rồi hầu rồi biết, ta nghe mất biết chẳng nói lời gì. Tam quan vậy thì buồn điên khúc điện, lịch sử kinh điển ta nói rõ ràng. Ta đang ngồi bàn chờ thôi con phố, mặt trời gần mà lỗ ta biết nói gì. Chắc sẽ dân uy con này thất bại, thua rồi chắc hãy biết nói sao đây. Ba bên phủ dây thấy đầy cờ bạc, người nổ người nạt, người thảnh người si, người dịch bỏ đi vì thua quá xa. Người đang nhân ca hiền lại phù hành, giữ lại hay đành đang giành đang giật. Thật là quá cực bị đánh lô tô, ta quá bài mô giờ này sắp kế. Thì là hoàng đế tiêu diệt không còn, thức dậy hao mòn canh kia chờ đợi. Số nào dữ dở chờ mãi không ra, chắc số của ta kêu trời kêu đất, chắc chẳng phải mất ba tâm chị em. Con số ta xem chờ hoài không có, nó đem nó bỏ, lắc ngó đâu rồi. Tại ở nơi đồi, xuống đây chờ đợi, khắp miền thế giới bốn biển năm châu. Con chuột con trâu, con hầu con hổ, con mèo mới khổ, quý vị chúng sinh. Nó đập nó rình, quân binh xuất thế, ai thấy hoàng đế cai trị năm đường. Có Phật Minh Dương đài chương thật thở, nó đang thiếu nợ bị đánh lô tô. Ở trên cũng vô, ở ngoài cũng tới, cấp đội cây mới ôi hỡi gian trần. Đại chúng lại quên, có tên có tuổi, đại người dung rủi trong buổi nhó tàn. Đánh bạc đánh vàng, gian tan đánh hết, chắc rằng phải chết con số chưa là. Ta thiếu ta tha, ta chờ ta đợi, nói điên dịu dợi khùng chịu ai bằng. Bị khổ khó khăn bạc bài thua hết, kỳ này chắc chết ba thanh tập rồi. Ta thấy cơ trời chiều mới không diện, ta đang hổ thẹn nhục nhã biết bao. Tiền bạc tan giàu đánh chi thua hết, rồi la rồi lết, rồi chết rồi mòn. Chắc phải lăn tròn lầu con cũng dẹp, thật là thấy đẹp ta chịu hẹp vô cùng. Lô tô đạo cùng biết không chi nữa, lý thành đóng cửa ta dựa bật mạnh. Đừng đổ đừng rần đừng sân chi nữa, ta đâu cứu chữa thua hết đã rồi. Quý vị đáng ngồi chờ thôi con số, mặt trời dẫn lố con số nào hay. Đánh trong đánh ngoài ra thay rồi biết, ta đây giả biết giả độ đừng nghe. Như in hình về số ba ra trước, ta đo một chút đúng mức đã rồi. Từ núi từ đồi ta tâm dịu dời, ta đang chờ đợi con số nào hay. Nói rõ trong ngoài đêm nay cho biết, đừng ai có tin thôi uống năm rồi. Con chuột kiếm mồi, con trâu quá khổ, trâu kia mất chỗ, cỏ nhỏ héo tàn. Bá cánh cơ hàng hai trâu nó ấy, đáng về khi gắm bá cánh ai ơi. Đuôi chuột kêu trời, nửa đuôi đất thẳng, ta đây thấm mặn nói rõ đôi câu. Chờ đợi không lâu, chuột về về ô, rõ rồi tự khổ ôi hỡi bài tay. Con chuột này hay, chuột này mỏ nhọn, móc môi cả bọn, không để không còn.